Câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay là một câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi chính là họa sĩ sáng tác truyện tranh. Và tôi luôn muốn mang đến những câu chuyện vô cùng hấp dẫn, thú vị, nhưng có một chút gì đó liêu trai chứ gì, mờ mịt, mù mịt, mờ không thấy được. Và ngày hôm nay tôi sẽ vẽ lên trong đầu tôi một nhân vật nam chính đẹp trai vô cùng. Xin chào. Chào anh. Xin chào nhân vật đã đến với truyện tranh của tôi. Ồ, truyện tranh hả? Đây, một mẫu hoàng tử của thời đại, đẹp trai phong độ, về giới tính tôi không cần biết. Anh ta yêu một cô gái, cô gái ấy vô cùng xinh đẹp. Và bây giờ nhân vật nữ sẽ xuất hiện trong truyện tranh của tôi. Đây, trong một bối cảnh xa xưa hùng vĩ, nơi có những cây đào, cây mận. Và nhân vật nam chính chúng tôi bắt đầu xuất hiện ở tập đầu tiên, trang số 1, câu chuyện tranh. Anh ấy xuất hiện vô cùng lịch lãm. Anh ấy bước tới và vô tình một ánh mắt nhìn phát hiện một nàng công chúa ngủ. Ô kìa, nàng có biết tướng nàng ngủ đẹp lắm không? Và rồi anh ta bắt đầu mò mẫm, bắt đầu gần gũi. Nàng ơi, hãy cho ta hỏi, giữa khung cảnh quan sơ hùng vĩ như vậy, nàng có biết bến xe miền Đông đi hướng nào không? Ôi, chú Duyên cho lại. Ôi, à, là tôi đã không bến xe miền Đông. Tôi đã để trí tưởng tượng của nhân vật tôi đi xa quá rồi. Được không, được không, được quay không? Về đi, hãy quay về đi. Nhân vật ơi, hãy đi con đường của bạn đi. Trời ơi, tôi lại xây dựng một nhân vật nữ tào lao rồi. Tôi sẽ sửa lại nhân vật nữ. Ê, phải sửa, tự sửa. Đúng rồi. Họ bắt đầu có cảm tình với nhau, mắt nhìn mắt, tay chụp tay. Anh ơi, em hơi lé kim. Không sao đâu em, em lấy kim em vẫn đẹp mà. Em làm vậy không chừng gió lùa qua, em đứng vậy hoài luôn, không đưa lại mắt được. Ôi, truyện tranh này ai mà dám mua đây? Đang trong lúc gây cấn vậy thì một người đàn ông khác lại xuất hiện. Người đàn ông vô cùng chân chất, thật thà. Em quạt cho anh nha. Thôi được rồi, được rồi, để anh quạt cho em cho. Anh quạt cho em cho. Chào tác giả. Tôi xây dựng cho nhân vật này là một nhân vật thật thà, nhưng giọng nói không bao giờ nghe được câu gì. Nên nào nát nã. Nên nào nát nã. Ôi, tôi xây dựng cái hình ảnh này là tôi lại sai nữa rồi. Khán giả sẽ hiểu gì đây? Tôi sửa lại chút xíu. Cái hả, anh hứa anh sao? Em thành gì? Nói giọng cao lên. Ôi, tôi không biết sửa gì đây. Nhân vật đã đi vào trong tâm trí tôi rồi. Tôi để cho chúng nó tự hoang mang cho mấy. Ngồi đây chơi à. Anh này anh hỏi đi bến xe miền Đông đi đường nào? Bến xe miền Đông hả? Đúng rồi. Tôi nhà bến xe miền Tây. À đây hả? Nhưng mà biết đường bến xe miền Đông. Nhà tôi bến xe miền Tây. Biết rồi cha nội, nhưng mà có biết bến xe miền Đông đi đường nào không? Bến xe miền Đông ở miền Đông chứ đâu cha. Còn về miền Tây thì gặp tôi đến miền Tây. Tôi sẽ xây dựng cho nhân vật nam chính của tôi một sự điên loạn. Một sự điên loạn tức thời. Cái gì? Tại sao? Tại sao anh ở bến xe miền Tây mà không ở bến xe miền Đông? Và khi nhân vật nữ tính bắt đầu phát hiện ra sự nam tính, cô ấy bắt đầu dịu dàng như một nàng công chúa. Thương nữa. Khi ấy đầu tóc tôi đang rối bù, óc tôi không suy nghĩ nữa, tôi dừng câu chuyện. Tôi sẽ gặp gỡ với nhà xuất bản để xem người ta có theo dõi và chịu mua câu chuyện này hay không. À, chào anh. À, thôi. Sao? Câu chuyện tôi đã anh viết xong tới đâu rồi? Tôi đang viết tới trang số 5. Đây, một cuộc tình đã xảy ra. Anh muốn nó tiếp diễn như thế nào? Lúc nãy anh trò hai người này thương nhau hay sao? Xem thương. Còn cái ông kia? Nhà bên xe miền Tây. Có liên quan gì tới cặp này? Cái thằng này nó đi tìm bên xe miền Đông. Thích chưa? Thích chưa? Tôi thấy bắt đầu. Thích thích rồi. Hơi hơi thích thích thôi. Chưa đâu. Tôi tình viết thêm một giây. Một người phụ nữ già nua, xấu nhất hành tinh xuất hiện để cướp lấy người đàn ông này trên tay của cô gái này. Ý tưởng hay. Ý tưởng hay không? Viết tiếp. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho người phụ nữ ấy xuất hiện. Anh yêu em. Anh yêu
chứ. I love you. Ê, nhà tôi gấm thay miền Tây. Đi miền Tây hoài à? Biết ông nội này xây dựng tôi vô vậy miền Tây. Bến xe miền Tây giờ mới xây miền Tây đây, người ta kiếm bến xe miền Đông nha. Rồi bến xe miền Tây hoài. Con đi đâu vậy? Dạ đi về nhà đi. Không, trời ơi sao mày cứ đi theo trai mày bỏ nhà mày đi hoài, để ngoài đi kiếm con muốn chết luôn. Đi về con ơi. Trai theo con mà. Trời ơi mày đu người ta mà mày kêu là trai theo mày, mày bị khùng á mày. Nè tao vịn tay con nè. Vịn là nó vịn vậy thôi chứ cái chân mày quặp nó có nghĩa là mày đu. Cái con này sao mày cãi tao quá. Mày đi về đi vậy? Con đi về. Dừng lại. Mày nói là con đi về. Tôi sẽ dừng trang này lại. Tôi không viết tiếp nữa. Bởi vì tôi nghĩ rằng người phụ nữ già nuôi này làm hư cuốn truyện của tôi. Xấu quá, già quá. Tìm cách, một cái cách khác để cho nó đẹp với câu chuyện này coi. Em mỏi lẹ đi, tiếp tục đi. Tôi sẽ xây dựng một người phụ nữ này khác biệt. Lẹ đi mỏi. Làm sao công chuyện trang tôi lại có một người nữ xấu như thế này, đúng không? Anh sao tự nhiên ngoại nhúng dích được ai vậy? Xóa đi, xóa đi. Xóa. Anh thấy em có đẹp không? Tôi sẽ xóa. Không, có đẹp, có đẹp được không? Anh xóa em đi vậy? Con bọc em ra vậy? Bây giờ, thế một hình tượng khác vô. Tôi sẽ xây dựng một hình tượng một người đàn ông già nua xuất hiện. Già nua. Và anh ta sẽ mang đến một ý tưởng điên rồ. Một cái tình huống điên rồ. Tôi thích điên rồ. Tôi bắt đầu dễ đây. Tôi đang để những vật của tôi đi lang mang, đi tìm lối thoát. Ông ta sẽ làm gì? Tôi còn chưa nghĩ ra mà. À vậy hả? Ông tìm cái gì vậy? À tôi biết rồi. Người đàn ông 4 điểm. 4 điểm là sao? Là 4 điểm nhìn. 1, 2, 3, 4. Vậy xuống. Cái câu chuyện của anh là vậy thôi đó, từ trang số 5 đến trang số 20 là ông làm tới đó đó. Trời ơi không được. Cái sau cái... trang 20 ông sẽ làm khác. Thấy có khác gì đâu. Khác chưa? Anh làm gì? Hồi nãy là trái phải lên xuống, giờ lên xuống trái phải. Không có khác gì hết. Được rồi, tôi sẽ xây dựng một cái khác biệt nữa. Bây giờ này đứng yên luôn. Giờ đứng luôn rồi kìa. Được rồi, tôi quyết định xóa luôn. Trời ơi anh ơi. Anh tôi đặt anh một câu chuyện tôi cần xuất bản gấp. Tôi phải làm cho chết tôi đang tìm ý tưởng. Bây giờ một người đàn ông xuất hiện làm hư câu chuyện, một người phụ nữ xuất hiện làm hư câu chuyện. Bây giờ tôi sẽ kiếm một người đàn ông và một người phụ nữ khác. Ai? Tôi sẽ vẽ lên một câu chuyện mới. Rồi. Một người đàn ông và một người phụ nữ. Ôi Trang hồi nãy kìa. Và bây giờ tôi sẽ xây dựng một cặp vợ chồng già nhưng mà nói những lời ngôn tình yêu thương thắm thiết. Để chi? Để cho những nhân vật trẻ của tôi nhìn đó mà học hỏi. Bởi vì họ già rồi, họ biết họ sắp chết rồi, họ phải thể hiện. Còn những đứa trẻ nó phung phí thời gian lắm. Đâu là sao? Anh vẫn như ngày nào gợi cảm như xưa. Tay tao nói cơ bắp chuột cứng ngắc vậy đó. Coi cái chân tuy nhão rồi nhưng mà vẫn còn cái nét gì đó gợi cảm như một cây củi. I love you anh. Nếu một ngày nào đó hai ta xa nhau, soái ca nguyện theo em đến suốt cuộc đời. Và con riêng của người phụ nữ xuất hiện. Mẹ, tránh ra. Tại sao? Tại sao mẹ lại ôm người đàn ông lại như vậy? Hả? Người đàn ông không nói gì hết. Đứng lên tát thẳng vô mặt. Ôi, câu chuyện thật là hấp dẫn. Thật là hấp dẫn. Tiếp đi. Cậu là ai? Tôi chính là con của người đàn bà này. Cậu là con của bà? Đúng. Cậu đã đem được điều gì
để cho bà ấy vui trong tuổi già không? Bà ấy tìm đến tôi trong lòng đầy sự cô đơn. Khi đó cậu đang ở đâu? Mẹ cậu cô đơn, cậu đang ở đâu? Đang đi tìm bến xe miền Đông. Nói đi ông nội. Đang đi tìm bến xe miền Đông. Nói đi ông nội. Dù người mình có miệng mình không nói, tại sao nghe lời xúi dục của bọn Sủ Nhi? Nói đi, nói đi, tại sao bỏ mẹ ông cô đơn? Ông nói đi. Đánh nó đi. Chết cha nhân vật tôi đã tự tung tự tác. Chúc may mắn. Đánh nó đi. Tại sao xúi bảy người khác như vậy hả? Nhà tôi bất kỳ mình tay hả? Gì? Sao người ta giỡn đi? Người ta đi tìm bến xe miền Đông. Trời, ông chưa xóa tôi ra khỏi luôn á. Tôi đã viết một câu chuyện không có hồi kết. Ai sẽ mua đây? Và tôi quyết định tôi sẽ viết lại từ đầu. Tôi sẽ xóa hết. Bây giờ câu chuyện sao? Anh đừng có giỡn với tôi nha. Thôi dẹp luôn đi. Tôi nói dẹp, bây giờ tôi nổi loạn. Bây giờ cho tôi về bến xe miền Tây đi. Bây giờ cho tôi về bến xe đi đây. Tôi đây là mệt quá rồi. Bây giờ những nhân vật của tôi sẽ đối diện với chính tác giả. Ông làm cái gì bây giờ? Nói là những cái người mà xuất bản là muốn xuất bản gì thì xuất bản đúng nó rồi. Không đúng. Và cuối cùng là họ phải đối diện với chính những nhân vật của họ để họ tìm ra rằng là họ có xứng đáng để tạo ra được nhân vật đó hay không. Và cuối cùng là không xứng đáng. Điều đó là nhân cách bằng cái việc là nhân vật đó quay lưng với lại chính tác giả của mình. Đúng rồi. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn anh đã có sức mạnh để cho em một cú knock out quá đỉnh như vậy. Em thông cảm đi, tại lúc đó mà anh không làm vậy thì nguyên cái nhân vật trong truyện tranh đánh chết. Em hiểu mà, em thông cảm, bởi vì giờ anh còn sức. Cái chừng 2 năm thì không có sức đâu. Dạ, chứ em còn nhiều năm lắm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem khách mời tiếp theo sẽ vượt qua tình huống như thế nào. Không sao đâu, cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Chúng ta hãy cùng chờ xem Nhật Tinh Anh sẽ vượt qua cái thử thách này như thế nào. Đây là cụ của em á anh. Rồi, Trường Giang sẽ luôn hỗ trợ. Bắt đầu. Trời ơi. Cứu rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ta là Romeo. Nàng là Juliet của đời ta. Ta đến đây để đánh cắp trái tim nàng. Chàng ơi, điều đó thiếp đã chờ từ lâu lắm rồi. Xà xuống làm luôn đi chàng. Từ từ. Nàng mới 16 tuổi thôi. Lộn rồi, em 61. Không. Đôi mắt nàng như hai vì sao sáng. Đôi môi nàng đen như than mung. Cái gì vậy trời, ông nội, ông tả lố ông nội. Tự nhiên cái đôi mắt như sao sáng rồi, cái đôi môi nàng như cục thạc đen mung. Vô duyên chứ sợ luôn à. Cái đôi môi người ta mỏng giống như một cái bông hường. Đó, phải nói vậy nha. Mũi nàng rất dọc dừa. Mũi dọc dừa là mũi đàn ông anh ơi. Anh tả đi, anh lố, anh không chịu gì hết trơn à. Giận quá à. Thôi mà, đừng giận ta mà. Chàng ơi, chàng có thấy một người phụ nữ nào mà chân dài như em không vậy? Chỉ bằng cái hoa hồng của anh thôi. Trời ơi, cái gì mà ta mở dâm trước miệng mèo, mèo không chịu ăn là sao vậy trời? Trời, chắc em nghi quá à. Chàng bước vô đây chàng lả lơi ăn bướm gì thôi. Chứ thực ra thấy chàng mặc cái áo màu đen mà trên in bông hồng không là ta đang nghi giới tính của chàng rồi. Hôm nay
đã đem cành hoa hồng này tặng nàng, nên ta mặc luôn chiếc áo hoa hồng này trở thành một cái giường hồng tới tặng nàng luôn. À, vậy đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, xúc động quá. Chàng ơi, dạ tại chân ngắn quá đi nó dướng á. Cảm ơn chàng. Ôi, đêm nay trong căn phòng lạnh lẽo này có một chàng trai đến với ta, tặng cho ta một cái bông hường mà nãy giờ cứ xà quần không làm gì hết. Buồn thiệt là buồn luôn à. Thằng đó là ai? Tại sao xuất hiện trong nhà chúng ta? Cái gì vậy ta? Ai đây? Ai đây? Tôi hỏi cô ai đây? Thằng này thằng nào? Ủa? Cái lịch của anh là 246 mà sao tự nhiên ngay thứ 3? Đê tiện! Hả? Tại sao đối xử tôi vậy? Tôi lo cho em có thiếu gì đâu. Tôi biết em từ một người thường thành á hậu mà. Tại sao bây giờ đối xử tôi vậy? Hả? Tại sao vậy? Anh ơi! Em làm gì á hậu anh? Trời em cao có thước mốt sao em làm á hậu được? Bởi vậy tôi mới mua giải đó, hiểu không? Cô ăn ở tôi bao nhiêu năm mà giờ cô nói vậy hả? Cô thấy tôi càng ngày càng già càng lùn, cô kiếm được mình đẹp trai hơn đúng không? Đúng không? Trời ơi! Đúng không? Thôi, bây giờ hết giờ rồi, trả tiền đi bà nội. Cái gì? Cái gì ông nội? Ông vô đây tự nhiên ở đâu cái nhà của tôi? Tôi đang nằm ở trong phòng, tự nhiên ông đâu vô đây ông đột nhập vô đây. Cái ông nói vô đây trả tiền đi cho tôi. Ủa tôi đâu có rảnh đâu mà tôi mời trai ba ở đây phục vụ tôi vậy trời. Diễn sâu quá. Tới giờ trả tiền. Trời ơi em ơi, mày anh lo đâu cho em tất cả mọi thứ mà giờ em đi làm cái nghề này hả? Đâu có, em đâu có làm nghề gì đâu anh. Anh nghĩ đi, cái nhan sắc em ta nhìn là ta ói là nói xuống, em làm cái nghề này. Ừ, ai đi? Thì đó, bởi vậy em mới thối tiền lại đó. Mày là mối tình đầu tuổi 16 hả cưng? Bye. Đứng lại, mày đứng lại. Bước vô đây. Vô đây. Quỷ kia vô đây. Ước gì đâu không à. Tự nhiên ở đâu đi vô nhà người ta. Cái gì hả? Nhào vô hả? Làm râm ê, ấy. Rồi xong rồi cái đòi lấy tiền. Rồi xong không có gì hết trơn. Rồi cái đi luôn. Ba cô hả? Ai đây? Tôi bạn trai cô đó. Chào anh. Chào bác. Ai hả? Cái gì vậy? Mày biết tao là ai không? Ai? Ông là ai? Tao là chồng của nó đó. Mày ơi trai. Bạn trai hả? Cái gì kỳ vậy? Mày tại sao vậy? Phá cửa lại. Cái gì tùm lum hết trơn vậy? Tôi đây là ai? Ai mà biết? Nói biết tao là ai trời? Cậu ở đâu mà đi dưới bếp tôi đi lên vậy? Trời bao. Cái gì vậy? Sao vậy? Trời, trước mặt bao nhiêu người, tôi nhục quá. Trời ơi, chồng biết em mà. Tôi không đủ đáp ứng với bà hay sao bà phải gọi trai bao? Nhìn tướng rồi đi. Tao không cần biết mày bao hay là bị. Bước chân vô nhà tao, khi không có tao ở nhà, mày bước vô phòng ngủ của vợ tao. Mày kinh gì? Tôi không biết nha, bây giờ trả hết tiền đây. Mày cười cái gì? Trả hết tiền tôi cho bà mua sắm đây. Trời ơi, cái gì mà sao dựng chuyện vậy trời? Sắc đẹp tôi đâu có đến nỗi nào đâu mà sao tự nhiên ở đâu mà bây giờ ở đâu trai xà vô cái kêu tôi rồi, kêu trai bao rồi tôi cặp với người kia. Bây giờ tôi nói cho bà nghe. Làm sao mà em, anh ơi, em rất là chung thủy, em không bao giờ có cái chuyện đó trơn á. Anh biết rồi, em một lòng một dạ với anh. Bà mà đừng có hát cái bài đó hoài. Không thiệt mà anh biết. Bà không có cái gì một lòng một dạ. Anh ở với em bao nhiêu lâu? Một anh lòng một dạ đó. Nhưng mà bà chứa bao nhiêu thằng? Một cái vỏ, tôi nói cho bà nghe, bà một cái giờ vỏ có thể chứa cá, chứa thịt, chứa rau, chứa hành, chứa tỏi, bà cũng vậy. Bây giờ anh hỏi cái bằng chứng đi, có cái bằng chứng nào không? Ủa, để chứng minh em là người đàn bà ngoại tình. Cái này ở đâu ra? Cái này ở đâu? Của tôi.
Thử nghĩ đi, một cái nhà cao cửa rộng như vậy, không mở cửa làm sao tôi vô được. Tôi là tôi bị ngu thôi. Tôi ngu thì tôi mê một con nhỏ xấu xí thôi. Bây giờ tôi bỏ tất cả đó, tôi không cần nữa. Đứng lại. À dạ. Đứng lại. Mày ngửi gì? Đơm đặt hả mày? Mày vô đi mày dựng chuyện mày nói mày bồ tao hả mày? Bậy đi. Mở xuống. Kể cả vợ tao mở cửa cho mày vô, đối với tao mày vẫn là thằng có lỗi. Còn mày, tao nói cho mày biết, tao không cần biết mày làm gì. Mày làm trai bao, mày làm trai gọi, đó là chuyện của mày. Nhưng khi mày bước chân vô nhà tao, mày khó y như tao. Mày xem lại coi tướng của mình như thế nào mà có thể đối lại hả? Tôi lúc bà gần gũi tôi trên chiếc giường này nè. Tao mà dựng chuyện gì trời, tôi đâu có bao giờ có ba cái vụ đó đâu, tôi diệt lâu rồi mà. Mấy hôm em nói anh chỉ là duy nhất với em thôi mà. Cái gì vậy đó trời, trời sao tôi sao nói hết trơn nào? À tự nhiên mấy người này tự nhiên đâu nhà nhào vô rồi nói tôi cặp mấy người, tôi quen mấy người. Cái gì ba? Chuyện gì hả? À, ai ăn hiếp ba tôi? Ai ăn hiếp ba tôi? Gì vậy ba? Chuyện gì? Chuyện gì vừa xảy ra nơi đây? Bữa nay có con ở đây, hai đứa bay giải quyết giùm cho ba. Má mày ở nhà một mình, hai người đàn ông xuất hiện trong căn vô phòng đây này hãm hiếp má. Má cái gì? Không, cái gì? Bà bị điên hả? Bà bị điên hả? Không, tôi nói là hãm hiếp bà hả? Không, tôi đâu có bị ngu. Tôi nói lộ. Nè, tôi có hãm hiếp là tôi lựa con này nè. Nè, hai người đàn ông này vô đây tính xàm sổ má, tính cướp tiền của má. Bây giờ anh nóng, cái tính anh nóng. Khoan, bây giờ mình chia ra đi chứ. Bây giờ sao? Em xử con này, anh xử con này. Qua đây con, áo đỏ qua đây con, qua đây. Qua đây, qua đây. Bây giờ. Giờ sao? Hai đứa này nó tới sáng quá. Em bình tĩnh, em bình tĩnh. Đây rồi, nhắn. Sao mà đứng yên vậy? Em không có bình tĩnh à. Bây giờ sao? Ê, tới sáng rồi. Anh là sao? Cái tính anh nóng có gì cản anh liền nghe không? Ừ. Bây giờ anh sao? Nè, bây giờ mày chứng tỏ đi, mày nói mày chạy bao đúng không? Mày chứng tỏ đi. Khi nào cản anh hai nói nghe. Sao? Sao cặp kèn với mẹ ngồi xuống là muốn đứng lên hay sao? Tại sao mày mướn tao vô đây để chia rẽ ba mẹ của mày? Sao bây giờ mày quên rồi? À, mày muốn ba má mày ly tán để mày chia tài đúng không? Ghê thiệt. Quỷ quyệt. Nói cho hai người biết, cái thằng này là mướn tôi chia rẽ hai người. Anh hai. Cái gì? Sao kỳ vậy? Sao? Mày tự nhiên anh mướn con áo bông này vô chị để tao nói vậy? Tao đang ở không mày, mày điên hả mày? Sao nói kìa? Tự nhiên nói vậy đó, tự nhiên tao không biết mướn vô nhà làm gì, tiếng hết chị hết chuyện, tao muốn mày phải làm rõ chuyện này cho tao. Cái gì ba? Nếu không là mày chết cho tao á. Thằng này chuyên cờ bạc. Rượu che. Là sao mày? Phải có bằng chứng nha mày. Thôi, 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 làm tình tôi đi. Đắm bóp nhạc hời phải không? Cái gì? Đắm bóp nhạc hời. Cầm miệng. Tập bóp nhạc hơi mà đem tay cho tao à? Tôi xin tự giới thiệu cho mọi người biết, tôi là Thám Tử Tư. Hôm nay tôi xuất hiện tại đây là có một cái chuyện rất quan trọng. Thám Tử Tư sao mặc quần xà lòn chú? Thám Tư thì nó phải hóa trang để có theo dõi người ta được chứ. Ồ. Hỏi câu gì kỳ cục vậy? Đúng không bên? Thưa bà có phải là bà chủ nhà này không? Thưa ông, tôi là chủ nhà này. Tôi xin long trọng nói cho bà biết một chuyện rất quan trọng, ảnh hưởng tất cả hạnh phúc gia đình của bà. Ông đây đã từng ngoại tình và tôi có chứng cớ đàng hoàng. Cái gì nữa? Hả? Cái gì vậy? Đâu? Chứng cớ đâu? Đưa chứng cớ ra đi. Bà. Tôi đâu có khờ dại mà tôi tới đây mà không có chứng cớ. Để đi trước, mở chết ra. Sao đưa vô trong vậy? Đây, mọi người hãy coi. Hình ảnh này là của ai? Đó là chồng bà không? Ơi. Đây. Của bà. Trời, cái gì vậy? Của bà. Trời ơi. Bà luôn. Ông phải tự coi đi. Trời ơi. Wow, bà giống như minh tinh nước ngoài, chụp chỉ toàn gái đẹp, gái xịn không? Nè, chồng tôi đâu có phải vậy, tướng ổng như con khô hố à. Sao trong hình này đô con quá vậy? Này ghép hình chắc luôn này nè. Ghép không phải đâu. Tôi cái này ghép không rồi. Bao giờ rảnh rỗi làm ba cái chuyện ghép hình làm cái gì? Đúng rồi. Tôi nói cho ông biết, ở trong nhà này, một trong bốn người thân của ông đã bỏ tiền ra mướn tôi làm cái chuyện này. Theo dõi ông mấy lâu nay. Ai? Anh hai hả? Đưa đây. Ai? Dạ ra. Tôi không
mất bà dẹp ra. Ông như vậy, bao nhiêu năm tôi tin tưởng ông mà cuối cùng ông đi ngủ quá trời đàn bà luôn. Đi đi, tôi sẽ xử bà sao? Ông thám tử, nhà này vui ha. Tôi nghĩ chắc có lẽ khi ông cầm những tấm hình này, chắc chắn phải từ tay ông chụp đúng không? Người của tôi. Người của ông chụp. Ông nhìn trên tấm hình này đi, tôi có xăm trổ như vậy không? Đúng rồi, ba đâu có xăm. Bây giờ mấy cái thứ đó dán vô mấy hồi. Đúng rồi. Đâu cần xăm thế. Ông nhìn cái cơ bắp này đi, tôi có cơ bắp không? Đừng nói cơ bắp dán nha. Bây giờ mấy cái thứ đó bơm mấy hồi. Đúng. Ông quá phung phí sức khỏe cho nên ông mới rút lại như vậy thôi. Vậy cái hình này ông chụp từ lúc nào? Điều đó không quan trọng. Quan trọng? Tôi chỉ biết là có người bướng tôi làm chuyện đó. Ai? Ai? Một trong bốn người thân trong nhà này. Ai? 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 Ba, trong nhà mình con thấy mặt anh Hai gian nhất á. Không ấy anh Hai. Ai? Bây giờ nè, một trong bốn người thân trong nhà này thuê ông để mà chụp những tấm hình này. Rồi ai, ai là người thuê ông để vô vạch mặt bốn trong người này hả? Không ai ở không mà bỏ tiền ra để thuê ông làm hai công chuyện vậy hết. Ừ mà đúng rồi. Đúng ông rồi. Ông có bị sai sai gì không? Cậu nói đúng. Ông có bị sai sai gì đây không? Không mà đứng mướn tôi vô đây làm cái chuyện đó. Đúng không? Ai, ai là người thuê? Người đó không ai khác hơn đó chính là ai? Mày. Tôi sao? Tôi sao? Nói đi. Tôi bỏ tiền ra để chụp hình ba tôi. Tôi thuê ông nội này để đua đòi má tôi, xong tôi thuê ông vô để vạch mặt tôi hả? Tôi đâu có dư tiền ông nội. Ừ đúng rồi. Tôi dư tiền ông nội. Ông bị khùng. An bà, ông tin tôi chưa? Tin tôi chưa? Ông ở đâu đi vô đây chứ nói tào lao gì vậy? Ừ. Tôi đâu có dư dội tiền lắm, mày. Ông này quá tào lao rồi. Nói chuyện phi lý. Ông ở đâu vậy? Không có phi lý. Thám tử mà vô đây đi giúp Lào với mặt quần đuôi là bây giờ tôi bay tính làm cái gì? Hả? Bây giờ cái quan trọng là mấy anh muốn điều gì trong nhà này? Hại gia đình tôi không phải dễ đâu. Nhà tôi là những người sống chân chính. Bà sao? Má qua đây đi, má qua đây đi, má đừng có đứng ngoài. Má chân chính, má ở. Im nha. Đẻ ra hai đứa con y chang ông luôn, thấy không? Anh nghĩ là em rất là chân chính. Nói đi, thám tử bà sẽ. Nói đi. Ông vô căn nhà này muốn làm cái gì? Tôi không muốn làm gì hết. Là sao? Tôi chỉ làm nhiệm vụ theo cậu yêu cầu tôi làm. Ông làm điều gì? Gia đình này, ông bỏ bà sao xá trong nhà này để cậu chiếm đoạt cho thầy. Tôi đừng có chơi. Rồi bây giờ tôi thuê ông vô để vạch mặt tôi hả? Chuyện bại lộ rồi ông mới làm chuyện vậy. Bây giờ tôi hỏi ông, lý do ông bước vào căn nhà này, ông đưa những tấm hình này ra để làm gì? Tôi làm nhiệm vụ thám tử tôi của tôi thôi. Ông ta mướn tôi làm. Hứa trả tiền thù lao tôi không trả, tụi đây tôi đòi. Mấy đứa. Dạ. Hốt cốt ba thằng này. Quá mệt, quá mệt. Nhật Tinh Anh xuất hiện Trường Giang với tay cứu luôn cũng không chịu nổi gia đình đó. Thấy đó, gia đình nó phải cái đơn giản đó. Thấy không? Nhiều khi mình là người là khách bí ẩn giải cứu và rốt cuộc nhiều khi mình là đâm ra là nạn nhân luôn. Nói chung là cũng cực khổ lắm. Tình huống bị xoay trở liên tục và chúng tôi phải đối phó những gương mặt hiền lành nhưng mà nguy hiểm. Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp xem khách mời tiếp theo sẽ xử lý thông minh hay không, rồi họ sẽ giải quyết như thế nào, rồi tôi giờ cạo lao vô có giúp định gì không? Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Ha, cái nhà hàng này cũng sang trọng quá ha con ha. Dạ. Bữa nay là ba dẫn cô tới đây là không có chuyện rất là quan trọng. Gì vậy ba? Đã nói là quan trọng thì ba phải giấu tới giờ chó, con sẽ hiểu nha. Mà chờ chút đi. Chắc chắn là chàng trai này rồi. Nhìn nét mặt khôi ngô tuấn tú. Cậu ơi, cậu đi đâu vậy? Lại đây. Chào cậu. Dạ, chào chú. Chắc chắn cậu là người tôi hẹn tới đây. Cậu nhận ra cái hình này không? Dạ, cầm bao thư lật qua. Đây. Ồ, bao thư có trái tim. À, cậu quên rồi sao? Mình đã nói chuyện với nhau ở trên mạng mà. Chúng ta đã từng nói chuyện với nhau trên mạng à, tuy là chưa biết mặt nhưng mà qua cái vật chứng này thì mình là người quen rồi đúng không? Đây, xin giới thiệu.
đây là con gái cưng của tôi. Có một đứa duy nhất thôi, tôi rất là cưng đó. Dạ, chào cưng. Không, đừng có sớm quá đi vậy. Dạ, con gái cưng là chỉ tên cưng phải không? À không, con gái cưng là cục cưng của tôi thôi. À, chứ tên là Thư nha. Dạ, dạ, em tên Quỳnh Thư. Dạ, chào Thư. À, thôi được rồi. Đây là người mà ba muốn nói là cái vấn đề bất ngờ cho con. À, à, ba muốn hẹn anh ta ra để gặp gỡ con ngày đầu tiên để coi hai con có tâm đầu ý hợp hay không thì ba sẽ tính tới. Dạ, vậy ba cứ để con. Rồi, nào. Chào anh. À, chào, chào Thư. Tên Thư hàng gì gửi bức thư của trái tim luôn hả? Hay. Đầu tiên là bây giờ em muốn tìm một người phải phụ giúp ba em. À, quản lý được một cái cơ ngơi rất là lớn. Thì người như vậy thì phải biết là giao tiếp lưu loát nè. Rồi phải nhanh nhẹn nè. Vậy bây giờ anh có thể đứng tại chỗ làm một bài thơ về tình yêu. Bất cứ vấn đề gì, miễn là tôi thấy lưu loát là tôi có thể đem cậu về. Tôi có thể để cậu cái nhà hàng này, tôi có thể mở 10 cái như vậy cho cậu cai, cai quản. Làm bài thơ đây luôn hả? Dễ thôi. Một tình yêu sét đánh đi anh. Làm liền luôn ha. Vâng. Đây là hội quán Tiếu Lâm. Giàu thì ăn uống đừng đâm thằng bồi. Hay. À, hay không ba? Được ngay. Thế là cái bài thơ của cậu đó nó rất là thâm. Nhưng mà nó phải thâm từ từ. Thế là nghe thì người ta chưa có cười. Nhưng mà chút xíu người ta sẽ cười. Dạ. Tôi thích vậy đó. Được đó con. Rồi bây giờ con mới cười đó bà. Hay ha, dễ ha. Nó đáng là thơ thanh thí mà. Vậy nó làm thêm bài thơ nữa. À còn bài khác à. Đây là hội quán Tiếu Lâm. À. Giàu thì vui quá gặp hai con bò. Đúng là làm được à. Cái đó thì vui thiệt nhưng mà nó vẽ ra hơi hơi thâm quá. À, dạ thâm quá, thâm tiếm quá. Bò tiếm liệm luôn hả? Dạ. Thôi, à, nhưng mà vui. À, ba thích người này ha. Vậy là qua hả ba? À chưa. Đâu có dễ vậy con. Nó chỉ là vấn đề mà nhanh nhẹn trong cái vấn đề mà ăn nói thôi. Còn muốn mà về làm rể của ba thì nó có nhiều cái chi tiết lắm. Để con nghĩ. Ừ. Con nghĩ gì? Làm chủ thì không những là phải biết quản lý. Ừ. Mà bây giờ cũng phải biết là chỉ nhân viên mình cách phục vụ như thế nào. À, cậu có thể nào biểu diễn một cái cách là cậu cai quản hoặc là cậu phục vụ người nào đó cho tôi thấy cái đầu óc của cậu có một cái tính cách mà có một cái đầu óc tổ chức không? Trời ơi, đây sở trường mà. Rồi, đâu? Đây sở trường của tôi. Ví dụ, đây luôn mà. Đây là con gái tôi, đây. Cậu có thể phục vụ em nha. Một kiểu ăn phương Tây, ví dụ vậy. Đây là hội quán Tiếu Lâm. Giàu thì ăn uống, quý vị ăn cái gì? Thăm, thăm. Đúng được hết á. Dạ. Thăm mà nó từ từ nó đâm tôi luôn nha. Bây giờ tôi muốn ăn thịt bò bistec. Ăn dạ. Sao? Dạ bò bistec thì thường thường là người ta sẽ để ra dĩa, sau đó lấy dao và nĩa cắt nhỏ ra và ghim vô, chấm một nước chấm, nước sốt gì đó và bỏ vô miệng nhai từ từ cho tan rồi nuốt. Chứ bò bistec không ai mà cắt ra chấm 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 rồi nhét vô nách ăn hết á. Dạ. Nó dễ. Chấm bỏ miệng, chấm bỏ miệng nhai nuốt. Chứ mày chấm nhét nách kỳ. Ba bắt đầu thấy nhũn não về cái cậu này rồi. Bây giờ qua cái vấn đề khác đi con. Tôi muốn người mà ở với con gái tôi á là phải có một cái sức mạnh để mỗi khi ra đường có chuyện gì đủ sức để bảo vệ. Bây giờ cậu có thể chứng tỏ cái sức mạnh của cậu cho tôi thấy không? Cậu có võ nghệ gì không? Dạ có. Hồi đó hồi nhỏ có đi học võ múa lân. Ghê lắm. Xà quyền nè. Hổ quyền nè. Đại bàng quyền nè. Tào lao quyền nè. Dạ có học võ múa lân. Không, nhưng mà nhiêu đó chưa đủ ba. Chưa đủ. Nói miệng thì ai nói không được. Đúng. Chứng tỏ bằng cái hành động. Bây giờ cậu có thể làm một chuyện rất đơn giản. Dạ, cậu có thể ẵm một người có mặt tại đây được không? Được chứ, trời, hốt hết. Hốt được. Đây. Cậu có thể ẵm tôi được không? Ồ. Dạ là ở đây cũng phục vụ, vừa lòng khách đến, thỏa mãn khách đi vậy. Ừ. Dạ ông muốn ẵm ông hả? Đúng. Cô có điện thoại đó không? Nếu có chuyện gì mệnh hệ xảy ra gọi cấp cứu tôi liền nha. Em tưởng là chụp bóp Facebook chứ. Ổn. Được. Bé cưng à. Lại đây với chú.
Chết quá. Chẳng đi vòng vòng đi. Chẳng đi vòng vòng quá à. Trời ơi. Thích chơi cởi ngựa à. Ê mày. Thôi được rồi. Ổn hai chú. Được, còn rất tốt. À, bây giờ còn vấn đề, cậu còn nhớ một cái vấn đề quan trọng không? Tôi có nói với cậu là đem tới cho tôi 3 món quà. 3 món quà đó là cậu phải giải thích 3 món quà đó ý nghĩa là cái gì, có hay không? Tôi đâu biết 3 món quà gì đâu. 3 món quà đó mà tôi có dặn cậu rõ ràng là để dưới cái gầm bàn có chỗ tôi ngồi. Cậu quên là sao? Cái này tôi không có gành mấy rồi đó. Là nó lấy ra. Ừ. 3 món là rồi xong mà thôi, để từ từ đi nha. Dạ. À, chưa hả? Đó. Ồ, hình như có ai vô kìa. Thân cha đẹp hả Lâm? Cái này cũng đẹp mà đẹp lão, nhưng mà cũng được, mặt mày cũng sáng sủa. Ơi, ở đâu ông anh? Ơi, ông anh ơi. Ơi, ông anh. Chào. Ủa, ông này là ông chủ hả? À, ở đây là hộ quán chú Lâm mà, ông chủ. Dạ. Chuyện gì xảy ra? Khách hả? Dạ dạ. Khách mày xin tao ngồi đi, mất mớ chào đón tao chi. Ngồi dạ, đi, ngồi xin đi. Mời quý khách. Cái này là tôi kiểm tra nhà hàng tôi thôi, anh cứ ngồi ăn đi. Ủa sao không kêu gì ăn? À... Vô nhà hàng mới kêu đồ ăn chứ sao không kêu gì ăn? Sang trọng quá mà. À... Vô nhà hàng sang trọng quá mà sao không ăn gì đi? Cho 2 phần thịt bò đi. Vô lấy 2 phần thịt bò đi. Dạ, 2 phần thịt bò. Phải ăn giọng chứ. Ừ. Vô nhà hàng mà không ăn giọng vô chi? Ăn được cái giọng nó đau. Cái chỗ này là cái chỗ mà không có cho người ở không. À, vậy hả? Ở đây là dành cho thực khách. Đã thực khách rồi phải ăn. Cái gì đây? Chưa gì hết mà trả tiền nè. À đâu có, đây là cái bao thơ thôi. À, cái này là bao thư. Ông. À xin lỗi với anh tên gì? À tôi là chủ nhà hàng. Ồ, tôi xin giới thiệu tôi là chủ công ty. À, anh tên gì? À tôi tên Tài. À, dạ cảm ơn, chào anh Tài. Mời anh. À, còn đây là ai? Đây là con gái cưng của tôi. À tên gì? Tên Thư ạ. À đây là tên Thư. À. À thế là cái này là cái bao thư. À. Vậy cái ruột thư đâu cho tôi coi được không? À, bỏ đi. Ba chiều tánh. Ba lại thích người này. Lớn tuổi chứ còn thấy vui. Từ cái cách đi đứng ăn nói rồi tới đúng tiêu chuẩn của ba thích. Mẹ. Xin lỗi ông anh còn độc thân hay là có gia đình rồi? Dạ tôi có gia đình rồi nhưng mà nửa đường nó gãy gánh. Vậy tốt. Tôi nói nghe, thật ra là tôi đang kiếm rể. Tôi thích những người đàn ông chín chắn nha. À nhưng mà tôi biết, nhưng mà tại vì cái tuổi của tôi nó không tuổi không sao. À, tuổi không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Ủa ba dễ dãi vậy ba. Chào em, mời em ngồi. Dạ. Kệ cha em đi. Em khỏe không? Em mạnh lắm. Em mạnh. Mạnh là tốt rồi. Anh thì yếu. Hay. Cái vấn đề mà tôi sợ là cái chỗ đó đó. Không sao. Người mạnh quá, người yếu quá. Bây giờ thì thuốc bổ nó bán đây. Anh đừng lo chuyện đó. Tôi không muốn quốc tế can thiệp vào cái chuyện tình yêu giữa tôi và cô ấy nếu mà có xảy ra. Bây giờ cô có hỏi thăm gì về tôi không? Em mới vừa nghe người anh kêu làm thơ cũng chưa có hay lắm. Bây giờ anh có thể làm cho một bài thơ. Có thể làm bài thơ về tình yêu tặng con gái. Bây giờ ông có yêu cầu gì ông ghi hết ra đi. Tại vì thật sự tôi cũng bận nên tôi không có thể đáp ứng từng cái từng cái. À, làm một cái thôi. Ghi một cái hết. Làm cái nào mà đắt nhất thôi. Thôi vậy bế ba đi. Hả? Bế ba thì mình... anh yếu mà. Yêu cầu là gì? Phải... cô dâu mà. Thể hiện sức mạnh. Thể hiện sức mạnh để lấy cô à? Vâng. Sao không chú? Tôi đâu có rảnh. Trời đất ơi, ta đường đường là chủ nhà hàng mà. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thấy kỳ kỳ hồi nãy. Cần là búng tay. Dạ. Đâu có tự nhiên đi bồng ổng chi. Dạ đúng rồi. Hồi nãy mày bồng hả? Đúng rồi. Mày không quên ngay trả lương cho mày. Ông chủ mà vô phục vụ với khách yêu cầu vậy cũng đâu biết đâu. Thấy cái này kỳ kỳ nãy giờ rồi. Bỏ qua chừng đó đi con gái, tôi chỉ giỡn thôi. Bây giờ vậy. Bây giờ cái vấn đề mà 3 món quà nãy bác nói với con đó, vậy con lấy ra cho bác coi đi nha. Quà gì? 3 món quà để quà nào bàn. Để sẵn gì? Con lại con lấy đi nha. Sẵn có chủ con đây cho chủ con coi luôn. À có quà kìa. Chịu lòng quý khách thôi chứ. Này ông chủ tôi. Để coi con đem cái gì cho bác đây. Để coi. Trời đất ơi.
Tại sao có một hình cô gái mà khiêu gợi như vậy hả? Cậu nghĩ sao? Mốt cậu lấy con gái tôi về là cậu có tính chăng qua gì đâu có được. Không, cái này nó tặng anh mà. Làm sao tặng tôi? Này tặng anh. Anh mới nói hồi nãy tôi nghe đàng hoàng hả? Món quà chuẩn bị cho bác đâu, là đây giờ chuẩn bị cho anh. Anh cất đi. Không, là tặng cậu. Hay lắm, hay lắm. Tôi thích mấy người mà nhanh trí như vậy. Hay, hợp lý. Lấy món quà khác lên đây. Mở ra coi. Cái gì? Hả? Tặng cái gì kỳ cục vậy? Hả? Cái kéo. Cái còng hả? Cái kéo là cát tình duyên ha. Cái còng đó là còng cuộc đời con gái tôi ở trong nhà. Lao. Cái này đồ hiểu của người ta mà. Đây là Chanel. 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 Chanel à? À, cái này là Chanel. À, Chanel. À, còn ở đây sao? Giải thích sao? Hả? Giải thích sao cho hợp lý? Kéo tới Chanel. Kéo đi tới tiệm Chanel đó. Kéo tới tiệm Chanel. Đúng rồi, đúng rồi. Hay quá. Bà thích chồng này, bà thích chồng này. Còn món quà nữa coi, lấy được rồi. Ông chủ có khác mà ba. Sao trời, ông chủ là khác. Ông chủ thông minh là ba thích liền. Cái gì vậy? Hả? Ông nghĩ sao mà cậu tặng tôi đôi dép Lào vậy? Người ta không tặng một đôi dép hiệu, một đôi guốc hiệu cho con gái tôi mà tặng dép Lào là sao? Anh à, dép nào mang cũng chỉ để tránh đạp đồ dơ với lại đạp gai. Cái nào mang được là được, không cần phải hiệu hay không hiệu. Bây giờ kể cả cái này mà nó bằng hiệu á, mà nó có hai quai, người ta vẫn gọi là dép Lào, thì mua nó cái này cho đầu. Thầy ta thích trong này. Được rồi, tôi thấy hay lắm, hay lắm. Ai vậy ba? Cái này của ba con. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Em... tôi vừa rồi đã khỏi cái nhà hàng thôi là ông dắt gái về là sao? Cái gì? Hả? Khách. Ông khách. Dắt nguyên một đội dài, da trắng miên man vậy là sao hả? Bà đi qua đây. Bà mở nhà hàng để làm gì? Để bán hàng cho khách. Bà vô, bà sắn vô, bà nói tôi như vậy là sao? Đây là thực khách của cửa hàng mình. Đúng, đây cũng là con gái của tôi. Thì đúng rồi, thì con gái của ông. Rồi hôm nay ông dắt đến đây để ông làm mai cho chồng của tôi, đúng không? À, tào lao. Cái gì tào lao? Nãy giờ tôi đứng ngoài tôi chứng kiến nghe mấy người tặng bà. Bà chứng kiến là cái gì? Nè, tôi chứng kiến, tôi thấy cái gì ông nói là ông dắt nó đi mua cái dòng chà neo nè ha. Cái này là thằng này. À, con. Bà lanh chanh quá. Con, bà chú. Đâu thấy dắt cái gì đi mua chà neo. Bà chú. Con, đó là con. Kèo này của con. Kèo này của con kia mà. Kèo của con. Sao? Bây giờ bà chửi tôi không? Mày xạo mày ơi, mày bồi bàn sao mà mày làm gì mà chinh phục được nhỏ đẹp gì? Chỉ cái gì? Chồng tao có tiền rồi mới mới. Cái gì vậy? Em phải là Nga không? Phải Nga không? Ờ đúng rồi. Sao vậy? Mình chích chát với nhau một thời gian em không nhớ anh à. Trời ơi, có chích chát với nhau hả? Hai người đã từng chích chát với nhau hả? Chích chát trên mạng. Nhưng mà cho anh hỏi nha, tại sao trên mạng đó hình em rất đẹp mà ở ngoài em xấu như con quỷ vậy? Không biết rồi mà. Tao lấy Photoshop bây giờ hả? 360 độ với 720 độ không à. Thôi, mà ông đừng có đánh trống lãng nghe chưa? Nè. Ai vậy ba? Tôi á nha, tôi biết hôm nay là ông đánh trống lãng là tại vì ông biết là chồng tôi là mê gái đẹp nên ông dắt con nhỏ này nó để làm mai ba. Mày, tôi không bao giờ làm gì đó. Nè, ba. Con ông, con mới đi về. Con mới đi về hả? Dạ. Quang chào ba đi con. Ba. Hôm nay là con đi sinh hoạt với lại mấy bạn về là con học được rất là nhiều cái. Học gì vậy? Hôm nay là mấy bạn chỉ cho con là một cách gọi là mình là sinh hoạt cộng đồng. À, sinh hoạt cộng đồng là đúng sao con? Con tham gia vào một cái buổi từ thiện rất là hay. Tham gia một cái buổi từ thiện rất là ý nghĩa. Ồ, vậy hả? Ý nghĩa là sao con? Giống như là ba mẹ hỏi khó quá à. Ba đâu có hỏi, mẹ con hỏi mà. Giống như đem phát quà cho những người cơ nhỡ trong đêm tối đồ này nọ đó, phát đồ ăn rồi đó. Hay quá mà tôi không hiểu. Con từ thiện đó mà. Bà đâu có hiểu gì đâu. Tao lấy bà còn không hiểu tại sao tao lấy bà mà. Mẹ đẹp là được. Ông nghe chưa? Không có lo làm ăn gì trơn mà tôi vừa mới đi ra ngoài cái lại. Bây giờ muốn lo làm ăn không? Có chứ. Thôi để tôi đi làm ăn nha. Để ở đây đi. Chú. Ông chú. Ông đi đâu vậy? Rồi ba mẹ hay dẻo ba quá à. Mẹ tao không hiểu má. Ba cứ vậy hoài à. Có bà mà
luôn. Cậu là ai? Bịt mặt. Ông ai mà ngăn cản tình yêu của tôi? Tình yêu gì? Ai chấp nhận cậu là mà cậu nói là tình yêu? Ông lấy cái quyền gì? Tôi là ba cô gái này. Dạ, chào bác. Cậu diễn hay ghê luôn á. Diễn hay ghê mẹ. Đứng lên đàng hoàng. Bác ơi, tuổi thương yêu nhau lâu lắm rồi. Bác ơi, hãy để em đến với thương đi bác. Ôi, bác ừ ơi. Em thơm quá. Bác. Bác. Mày nghe hồi nào? Cô quen cậu này không? Có hay không? Em đừng có nói lòng. Có hay không? Thôi. Bây giờ tôi không biết cái chuyện tình yêu mấy người có hay không nha. Nãy giờ mấy người vô quán tôi ăn uống thì ông ăn, vô đây nói nhăn nói cùi. Nói nhăn cái gì? Tôi nói cho bà biết nè. Cái xã hội bây giờ các người sống ảo hết rồi. Cái gì tự nhiên gì bà sống ảo? Bà có chồng có con lên mạng chít chát với trai già làm gì? Đúng rồi. Nói vậy tôi chít chát hồi nào? Còn trai già rồi tự nhiên đem con gái mình đi gạ như vậy hả? Thôi, làm thôi, gì? Thôi, làm ơn mấy người đi ra khỏi quán tôi đi. Gì? Bỏ đi. Thì có tôi. Anh. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy ông chủ? Ông chủ, đi mình đứng lại. Cái gì vậy ông chủ? Anh ơi trời ơi. Anh Giang nè, anh Trường Giang nè. Gọi cái đó ra coi. Anh Trường Giang hả? Cái gì vậy? Anh Giang. Cái gì vậy? Mày cũng tào lao lắm nè. Tao ngồi tao canh me mày hoài. Mày cũng chát hết người này tới người kia. Còn ông á. Ủa sao? Ông có con đẹp như vậy, ông còn lên mạng ông chát chích. Ông giới thiệu hết người này tới người kia. Ông tìm hết người này tới người kia. Đúng. Hồi nãy giờ ông vô nhà hàng tôi cũng ráng chiều ông. Đúng. Nhưng mà ông làm như vậy là tầm bậy. Sao bậy? Về với anh đi thôi. Tôi... Cái gì vậy? Tội. Tôi đâu có gì đâu. Thì tôi không có thời giờ gặp gỡ hàng ngày. Thì đó tôi lên tôi chít chát. Anh ơi, tôi nói cho anh nghe nè. Ngày xưa đó với cái tuổi anh em mình đó nha. Không có cái, những cái mạng xã hội vẫn tìm hiểu nhau được. Vẫn lấy nhau được. Đúng. Vẫn hạnh phúc sống với nhau. Đúng. Bây giờ toàn là ảo trên mạng không. Ở trong hình thì nó đẹp thiệt đẹp. Ở ngoài thì gớm không? Bà né ra coi. Sao trong nhà này cũng tổ nhà né gì cũng đưa má ra cho mà. Bà là mẫu hình. Bà là mẫu hình của phụ nữ xấu. Không phải. Nha bỏ đi nha. Tao đi đập mặt tao sửa hết từ A tới Z rồi nha. Coi như bây là... giờ bà có lên 8 tấm nó cũng vậy đâu. Tám tấm nó cũng nằm ở cái mặt hẻm chứ không bao giờ ra mặt tiền được nha. Tôi đã nói rồi. Bà không có cái căn làm lớn nha. Ông đừng có nói vậy nghe chưa. Đúng như vậy. Thư ơi về với anh đi. Ôi Thảo à. Để tôi nói chuyện nha. Anh à. Dạ. Tôi nói cho anh nghe. Con cái nó phải tự tìm hiểu. Nó tìm cái tình yêu của nó. Nhưng không phải bằng những cái mạng xã hội. Gặp mặt ở ngoài chưa chắc nó thật hay giả. Đừng có nói gì mà đi qua mạng. Anh hiểu không? Anh thì sao? Cảm ơn anh. Còn anh thì sao? Mấy cái thằng tào lao này đi. Thưa quý vị, là quý vị đã thấy là cái tình huống vừa rồi là tình huống nói về cái tình trạng mà hiện nay là tràn lan trên mạng đó. Thì không biết nhau là ai nhưng mà lại đến với nhau rồi. Thực ra nó chỉ ở dừng ở vấn đề là nói chuyện cho vui, nhưng mà từ cái nói chuyện cho vui nó xảy ra nhiều cái hậu quả nguy hiểm. Và đây là cái lần đầu tiên anh Tài đứng một mình từ đầu đến cuối để anh Tài gọi là trải nghiệm đó. Rồi dắt đứa gái đi, nhưng mà không ngờ là đóng vai một người cha mà nhìn cô gái đắm đuối quá. Không, cái đó là... Nhìn giống như muốn nuốt con gái luôn vậy. Không, đó là ánh mắt người cha nhìn người con. Còn ánh mắt mà nhìn một người nam, một nữ là ánh mắt của em đó. Đúng rồi, em đóng vai người yêu mà. Yêu cô đó thì mình có thể nhìn say đắm. Chắc có lẽ về anh phải sửa lại cái cách nhìn mới được. Đúng, nên sửa lại. Không, có đó BD rồi. Không sao, anh sẽ sửa sai ở trong phần tiếp theo. Đó chính là Tiếu Lâm Hội. Xin mời. Những đêm này đẹp xinh, à ha, ai cũng thấy em đêm nay là thật đẹp xinh tươi sáng rồi, à ha, không ai mà đẹp qua mặt em đêm nay à
quá rồi. Sáng hả rồi. Lắm rồi. Dạ. Gì ông xã? Ông xã đi mừng về ông xã. Bữa nay tôi chính thức báo cho bà biết. Gì vậy? Tôi về hưu rồi. Trời, ông về hưu á thì bình thường có gì đâu, thì về hưu thì ở nhà rồi chung với tôi nè, rồi nằm đắp mặt nạ rồi nghỉ ngơi rồi cho nó khỏe gì đâu. Bà không đó. Gì vậy tự nhiên tôi bây đó. Giờ tôi mới phát hiện tại sao trong một tháng mà cái nhà này, cái địa chỉ nhà này tiêu thụ hàng tấn dưa leo. Thì ra là nó nằm hết ở trên mặt bà. Ông nói bậy à. Tôi đắp xong rồi tôi mới xào mực cho ông ăn. Ông ơi, cái người tiêu thụ là ông đó, ông nội. Nói cũng đúng nè. Chắc có lẽ bà lộn rồi. Tôi đi công tác 6-7 tháng mới về, bà xào mực cho ai ăn? Chắc thì, mấy đứa nhỏ ăn quá. Thì tôi xào mực cho ông ăn với lại mấy người làm ở trong nhà, với lại đó hàng xóm tôi cho nữa. Trời ơi, chứ ông nghĩ đi. Mình mua cái dưa leo về mình đắp xong rồi mình không có ăn mà bỏ uổng lắm ông. Tôi tiếc lắm, cái tánh tôi vậy đó. Ông nhớ không, có mấy lần mà ông bị ta đụng ở đâu mà cái người ông bầm đó, tôi lăn trứng gà, lăn đã đời, hút hết cái máu bầm ra, tôi dầm cái trứng tôi ăn với nước mắm. Trời ơi, ông bà chạy khỏi chạy. Tôi không biết bà ăn sao chứ tôi thấy càng lúc bà cái đầu óc bà không bình thường như người ta rồi đó. Trời ơi, ông nói làm sao chứ ngày xưa ông vừa gặp tôi, ông nói là em, anh yêu em vì cái sự bất bình thường của em mà. Anh sao anh về hưu hả? Tôi báo cho bà biết. Hả? Ngôi nhà này mai mốt sẽ không như ngày xưa nữa đâu. Sao vậy? Lương hướng của tôi cũng không còn như vậy. Bởi vì tôi đã về hưu rồi. Trời ơi, cái gì? Thì đúng rồi, về hưu thì cái chuyện về hưu là cái chuyện là tất nhiên rồi. Giờ tôi anh chỉ lo cho ba đứa nhỏ. Mình có một cặp sinh đôi với một thằng con út, cũng may là có nếp có tẻ. À, mấy đứa nhỏ đâu hết rồi? Ai biết đâu nó đi đâu đó. Tôi giờ lớn tuổi rồi cũng đâu có chuyện gì làm. Ngày nào cũng ở nhà cũng chăm sóc nhà cửa, rồi chăm sóc luôn cái bản mặt tôi cho nó đẹp, để cho ông khỏi đi với mèo mỡ nè, ông thấy không? Càng ngày chăm sóc của tôi càng hấp dẫn trong mắt ông nè, ông thấy không? Tôi thấy bà nên đi hấp hơn là dẫn á nha. Ủa sao vậy mình? Mấy đứa nhỏ đâu? Mấy đứa nhỏ đi đâu em đâu có biết đâu. Ngày nào cũng vậy á, tụi nó sáng sớm rồi nó xách giỏ ra đường, rồi xong rồi tối mịt tụi nó về rồi có biết đường nào đâu lần. Tặng quà ba. Ủa thì ra là tụi con hả? Dạ. Trời ơi, nói trời thiệt chứ. Ba tưởng nó má bày mướn cái bóng lộ về múa đèn nha. Thiệt á chứ, tụi con mà nãy ông nói má tưởng là nguyên cái đoàn tiếp thị nào đến đây quảng cáo đồ gì chứ. Thưa ba, thưa mẹ, con mới về. Anh đi chi vòng xa vậy, cực không? Thằng này là thằng nào? Thằng này là thằng nào? Con mình chứ ai? Mình có hai đứa con gái sinh đôi và một thằng con trai út. Thì đúng rồi, thì hai đứa con gái sinh đôi, rồi đứa con gái đi vắng, rồi đây là thằng con trai út mình nè. Ông nhận ra hả? Tôi cũng thua bà luôn. Ba là mẹ mà. Thằng con trai của mình là một đứa làm ca sĩ, hai đứa con gái, một đứa là Quỳnh Anh, một đứa là Quỳnh Thư. Tại sao bây giờ trước mặt tôi là một đứa con gái và một đứa con trai? Thì nó tại vì nó theo tôi, nó đi thẩm mỹ viện, nó sửa nhiều quá rồi bây giờ ra con người khác vậy đó. Ông thấy không? Bà đưa con gái mình đi giải phẫu thành con trai. Chết chưa? Ba. Ba chưa chết. Bây giờ ba mới bắt đầu muốn chết. Ba, chẳng lẽ con của ba là con trai hay con gái ba không biết sao ba? Ba đẻ ra là một cặp sinh đôi con gái con à. Chẳng lẽ con là con gái sao? Đúng vậy. Ba quy định vậy rồi. Ba quy định từ trong bụng mẹ con mà. Ông ơi, thì bây giờ con cái mà giờ nó tôi thích không làm gì làm, chứ giờ sao mà ông ngăn cản được nó. Vậy là bây giờ đứa nào là Quỳnh Anh, đứa nào là Quỳnh Thư? Dạ thưa ba, con là con gái của ba là Quỳnh Anh. Còn con chắc chắn là Quỳnh Thư. Công nhận chứ, thiệt á chứ, tao cũng công nhận cho bác sĩ sửa sao giờ mày ra nguyên cái thằng con trai luôn, thiệt á chứ. Nhìn tèo quá con ơi, đàn ông thấy sợ luôn vậy đó. Bác sĩ khéo tay đó mẹ. Dạ. Bác sĩ khéo tay quá luôn vậy đó. Cấy sao mà giờ tay lên lông như khỉ rồi nào ông. Cấy luôn râu luôn mày.
Con đâu quay nấu luôn. Làm toàn bộ luôn má mà. Má là người hiện đại, má chịu chơi lắm. Tụi con là con gái thích làm con trai, má cho làm con trai. Mà đang là con trai tính làm gái, má cho làm luôn. Còn má ngày mai rảnh rảnh má làm đàn ông luôn. Cái ngôi nhà này bây giờ không còn là ngôi nhà của tôi nữa. Bà muốn làm gì thì bà làm. Thằng Út đâu? Ông thông cảm đi, tôi đi sửa nhiều quá, thuốc mê nó chích trong người. Và tôi cũng không nhớ là tôi có mấy đứa con nó luôn ông ơi. Đầu nó mê man quá rồi. Chích bu tóc với chích thuốc mê nhiều quá nó ngu rồi. Bà nên chích thuốc tê luôn đi. Sao vậy? Để cho bà nằm liệt luôn đi nha. Có con cái lo cho bà thì tốt hơn. Thằng Út đâu? Út đâu con? Đi. Biết là ba đã nghỉ hưu. Từ nay tất cả những công việc kỹ của tụi con lớn rồi, tự lo giùm cho ba. Tuổi của ba bây giờ không còn lo nổi nữa. Gia đình ba nghỉ hưu mà mấy đứa bình tĩnh quá mấy đứa. Không có, tôi đang mất bình tĩnh rồi nè. Tiền đâu mà mua dưa leo về đắp mặt nữa quý. Ba, rồi lấy đâu dưa leo thừa để xào cho tụi ba, con ăn nữa. Không sao đâu má, có gì lấy dưa leo của con. Con có. Nhà này chỉ có trồng một nông trại dưa leo mới đủ cậu à. Dạ. Mỗi tháng tiêu thụ hàng tấn dưa đó. Dạ. Tôi trả tiền tôi biết mà. Dạ. Ôi xin lỗi, cậu là ai? Con là quản lý. Quản lý con trai của bác. À, cậu quản lý cho thằng Út tôi. Dạ, con bầu á. À, tôi có nghe nó nói. Dạ. Bởi vì cái lúc mà nó làm MV đó. Dạ. À, nó có xin tiền tôi. Dạ. Sao? Cái MV đó làm xong chưa? Dạ lỗ. Dạ mình chú ý mình đẩy tin dưỡng thôi, còn cái lợi nhuận thì không có. Sao vậy con? Con với ảnh là bàn đó là hai anh em mà làm cho nó đàng hoàng chút xíu. Nhưng mà hình như trong lúc làm ảnh có ăn uống gì ra, nói chung là cái MV của con nó không có đâu, tới đâu hết trơn. Thì làm mệt phải ăn chứ. Mặt nó mà con tin con giao hết được hả? Thì đôi khi anh em làm việc với nhau thì đâu có biết sao đâu. Nhưng mà khi mà làm việc là mới biết. Cậu khá lắm. Dạ khá chứ. Nhờ cắn của con tôi mới khá đó đúng không? Dạ đâu có. Con làm mình sức rồi sức. Cái sức con bỏ ra để con làm việc. Dạ thôi, gia đình mình nói chuyện riêng đi, con đi đây. Đi đâu? Dạ con đi đi lo công việc DVD sắp tới. Dạ, bác cứ lo chuyện gia đình đi. Các con ngồi đi. Ba muốn nói chuyện với các con. Má, thì tụi con Quỳnh Thư. Má. Dạ. Tương lai của con rồi con sẽ làm gì? Dạ, ba thấy con làm được gì? Tôi công nhận nha, nó đẻ ra nó y chang tôi không? Nuôi nó giờ lớn rồi. Hỏi con biết làm gì? Nó nói dựng đố ba biết con sẽ làm được gì. Công nhận. Con này tôi phải nói là nó khùng hơn tôi. Được, má chịu á. Thôi con kệ nó tưởng tưởng gì mới lấy được mấy anh chồng giỏi nó về nó nuôi con ha. Má chịu, nó giống như má đó ngày xưa. Má ngu ngu lấy chồng ba con làm giám đốc nuôi má cả đời. Bây giờ tôi bắt đầu khôn ra rồi. À, sao vậy? Tôi khôn ra cho nên là tôi mới quyết định là tôi sẽ vô viện dưỡng lão tôi ở. Bà cứ ở đây với mấy đứa nhỏ đi. Bà, sao kỳ ông không làm gì con không được đâu. Trời, làm gì hàng xóm ta đánh giá, ta nói tôi là bỏ bê ông để ông bỏ đi không được. Không sao đâu. Một mình tôi không thể cán đáng nổi ngôi nhà này. Tất cả những đứa con của mình đã lớn hết rồi. Bây giờ tôi hỏi về định hướng tương lai của nó, nó còn quay ngược lại nó hỏi tôi. Vậy bà làm mẹ, có khi nào bà tự vấn là bà đã lo gì cho gia đình này không? Bà hỏi giùm tôi mấy đứa con của bà đi. Thay vì bà ngồi đó bà khen. Đứng lên. Bây giờ con nói cho ba biết đi, là định hướng trong tương lai của con là gì, để cho ba biết, để cho má nở mày nở mặt cái công lao má đẻ tụi con ra. Gì vậy, đâu vậy? Tôi tới đây là để xin cái tiền giải phẫu cho cô Anh với lại cô Thư. Ủa là sao con giải phẫu mà con nợ vậy con? Bữa hôm má đưa cho con cọc tiền để con đi giải phẫu. À, cậu chỉ đặt cọc một số tiền rất ít rồi cậu nói chứ con sẽ trả sao mà tôi chờ hoài không thấy nên bắt buộc lòng tôi phải tới đây. Vậy là nó đang thiếu tiền anh hả? Dạ đúng.
Thôi bây giờ tôi tính vậy nè, con tôi thì hiện tại là đó, nó thích làm thành con trai vậy đó. Nhưng mà là cái công việc của nó là không có. Mà bây giờ gia đình tôi đang định hướng tương lai cho tụi nó, mà không biết cách làm sao để cho tụi nó có công ăn việc làm. Thôi thay vì giờ nó thiếu tiền ông anh đúng không, thôi giờ nó tới văn phòng bác sĩ mỗi ngày nó làm cu ly, nó phục vụ y tá rồi này nọ, trả tiền xong rồi từ từ rồi xong rồi trừ hết nợ được không? Không được, tại vì cái phòng mạch tôi đó là một chỗ rất là rộng lớn, có đủ nhân viên rồi. Tôi không cần những cái điều kiện đó, tôi chỉ cần số tiền giải phẫu, nam thành nữ, nữ thành nam cho tôi. Quá lâu rồi. Rối vậy ta. Bây giờ bà cứ để tự nó giải quyết thử coi. Dạ, thưa bác sĩ, đúng là em có thiếu tiền bác sĩ. Thì để từ từ em trả. Đâu có được. Em sẽ làm người mẫu, em kiếm tiền, em trả tiền cho bác sĩ. Cái từ từ của cô đó quá lâu rồi. Ha. Không, không thể chờ được. Đừng nói chữ cô nghe, nói giờ chuyển qua anh rồi. Quá lâu rồi, tôi không chịu được. Tôi muốn trả số tiền đó ngay ngày hôm nay. Nếu không, tôi không đi đâu hết. Ông bác sĩ, tôi là chủ của ngôi nhà này. Dĩ nhiên con tôi nó thiếu nợ ông, tôi cũng phải có trách nhiệm. Nhưng ông cho tôi biết, bằng cách nào ông có thể chuyển con tôi từ một người con gái thùy mị, nó thành một thằng đàn ông kinh dị như vậy? Con kinh dị lắm đó ba. Không, kinh khủng, là giống kinh khủng á. Thì đó là... chứ con đẹp mà. Cái chuyên môn tôi phải giữ bí mật, không có thể nào nói cho ông biết được. Ông thông cảm giùm. Ở dài không? Cả mọi người hãy đứng yên tại vị trí này. Thì đủ mặt cả nhà rồi chị. Giải quyết tại ngôi nhà này luôn, liền tay. Ai đây? Trời, gia đình, hôm nay gia đình có mặt đầy đủ nha. Sẵn tiện lần mình dọn đồ ra khỏi nhà một lần luôn nha. Ủa là sao? Cái gì? Đây, đây, đây. Giao chủ quyền nhà cho đây. Bây giờ đây, tới đây đầy tiền. Đồ giả thôi mà, lấy đồ thiệt ra cưng. Dạ từ từ chị. Bây giờ tới đây với nhã ý là cả nhà hãy sắp xếp đồ đạc dọn nhà trong vòng ngày mai. Dọn hôm ra khỏi nhà liền. Cái gì vậy? Trong chiều nay liền. À chị, tôi muốn chiều nay tất cả mọi người dọn ra nhà, tại căn nhà này bây giờ thuộc sở hữu của chị tôi rồi. Ba người con của mấy người đã cầm căn nhà này cho chị tôi. Tên cái cầm của nào vậy? Trả lời cho bà biết tại sao thiếu tiền giải phẫu đó bà. Con nghiện mua sắm mà tôi bán nhà luôn à. Ba, bữa trước con làm mấy cái CD á, bán được bị lỗ nên con với hai đứa kia có lỗi với ba mẹ chút. Lỗi có một chút. Mang luôn cái mà nhà. Mà ra đường ở cả đời. Đâu chú ơi? Sao chú đi sớm vậy? Chiều sao ba nay, dọn chiều nay lận chú. Chiều nay lận chú. Chiều nay mình đi cũng được. Không đâu. Ông thật sự ra cái lỗi là cũng con nó lỗi cũng... là lỗi do tôi. Do tôi không biết dạy con tôi. Tôi quá nuông chiều nó và không theo sát con tôi. Để tới giờ đây tôi có một cái kết cục đắng cay như vậy. Không, cái này là lỗi do tôi. Không, ta nói con hư tại mẹ. Cái này là tại tôi. Do tôi lấy lầm bà. Bà vừa bụng bà chưa? Bà cứ nhảy vô họng tôi bà ngồi hoài vậy. Bây giờ ba đứa con có gì nói với lại ba mẹ không? Một lời gì đó cô còn thư thả cho. Đây nè, quần anh nè. Đang đẹp chịu gắn vào cái thứ không phải của mình vô chi cho nó dư giả trái cây ra vậy. Dạ, thực ra thì lúc đầu em là con gái. Đúng rồi. Em không thích nữa. Em mới đi giải phẫu bác sĩ này làm con trai. Cho nên là thành BD thôi anh. Em rồi mượn tiền. Em mới thiếu tiền, em mới mượn tiền. Từ em giải phẫu mình chi vậy là con gái lại. Dạ. Rồi xong cái đi làm lại con trai lại lần nữa. Bởi vậy mới thiếu nợ đó. Dạ. Thằng này nó cầm súng lại cầm súng, thích bỏ súng là bỏ súng này trời. Thích gắn là gắn, thích gỡ là gỡ à. Dù gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ba có nói gì á thì các con cũng đã làm rồi. Cố gắng tự mình bươn chải cho cuộc sống của mình. Ba có thể cho các con thân thể, nhưng ba cũng có thể nào cho các con được tương lai. Bởi vì tương lai là do các con tự quyết định lấy. Để tới giờ này các con phải chịu như vậy. Thôi thì tất cả mọi cái nó đã đâu vào đó rồi. Tôi đi vô viện dưỡng lão được rồi chứ bà. Ba, thôi mà ba.
ông đi đâu tôi đi đó ông ơi. Ông ơi ông đi đâu, ông đi đâu tôi đi theo đó, chứ bây giờ tôi cũng đâu có chỗ ở đâu, cho tôi đi ké với ông được không? Tôi làm phiền ông đời chót nữa. Dương lão không nhận bệnh nhân tâm thần. Như vậy là chúng ta đã trải qua những tình huống vui nhộn và hài hước. Đặc biệt lúc nào cũng có thông điệp từ chương trình chúng tôi gửi đến quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng gặp lại ba khách mời ngày hôm nay, xin mời. Quang Anh, Nhật Tinh Anh và Quỳnh Thư. Hey, cảm ơn em. Hey, cảm ơn bà. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi Quang Anh. Quang Anh thấy sao? Quang Anh nghĩ là chương trình này cũng rất rất là hay. Là bởi vì không những đem lại tiếng cười cho mọi người, mà bên cạnh đó những cái tiểu phẩm thì nó có chút lắng động để cho một cái sự suy nghĩ về cuộc đời, về ý nghĩa về gia đình. Cho nên là Hòa cũng cảm ơn chương trình đã đem lại những cái sự suy nghĩ và tiếng cười cho quý vị khán giả. Cảm ơn. Đó, xin hỏi Nhật Tinh Anh là một ca sĩ mà tham gia một chương trình về hài kịch thì thấy sao? Khó khăn hay là dễ dàng gì không? Khi mà Hồ Quang Tuyết Lâm gọi điện thoại cho Nhật Tinh để mời vào tham gia chương trình, không biết làm sao Nhật Tinh nhận lời ngay lập tức. Nhưng mà sau khi vừa buông điện thoại xuống thì trong một tuần liên hối hận cực kỳ là hối hận và không biết là mình sẽ xử lý như thế nào. Và hôm nay biết anh Trường Giang và anh Chí Tài cũng sẽ giúp đỡ cho tất cả các người chơi thì Nhật Tinh cũng hơi yên tâm, và nãy giờ cũng ráng có thể góp được một chút nào đó cho cái hài kịch nó thật là vui hơn. Và Nhật Tinh mong rằng sắp tới nếu mà có dịp sẽ có thể trở lại thêm lần nữa nhé. Cảm ơn quý vị, cảm ơn các bạn. Xin thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay đã khép lại và chúng tôi mong muốn rằng sẽ còn nhiều số sau sẽ vui hơn và hấp dẫn hơn dành cho quý vị. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Con nàng có phải là Vĩnh Long hay hả? Cô Long. Cô Long. Tiểu Tư rất là phóng khoáng đó, hề gì có bầu hoài. Chưa có bầu. Chưa nữa hả? Cái này chữa trâu sao lâu quá chưa đẹp. Đưa lên phòng cấp cứu. Ông Vũ em, ông đâu còn sức nữa đâu mà làm cho ngươi có thai. Những câu chuyện từ xưa đến nay, từ bình thường đến bất bình thường, những vấn đề y tế được thể hiện dưới góc nhìn hài hước của những khách mời tuần này. Ca sĩ Nam Cường, diễn viên Hà Linh, nghệ sĩ hài Minh Béo. Cha đừng chém đầu, đem đi thiêng là được rồi. Hả? Với sự ngẫu hứng của ông Lao, ông Tàu. Kể từ ngày đó, đời ta chẳng thấy nhau. Em sống không vui, anh mừng thấy bà. Mang tới những câu chuyện đáng suy ngẫm. Cái này nó làm cho mình trái với lương tâm rồi bác sĩ. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Sẽ đến ngày hôm nay, tất cả danh hài giờ này đều đang
Cảm ơn toàn thể quý vị đến với chương trình Hội Quán Thứ Lâm mùa thứ hai. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn vũ đoàn Việt Hải. Xin cảm ơn. Anh Tài, bữa nay chúng ta sẽ gặp gỡ. À, bữa nay là toàn là đẹp trai với lại thư dữ không đó nha. À, với anh Hài Binh Béo nè, ca sĩ Năm Cường nè, với anh Hài Hà Linh nè. Mình không, gọi là danh hài luôn, tại chương trình đi chương trình hài mà. À, danh hài Năm Cường luôn. Danh đừng thêm cái chức danh hài nữa hả? À, là chuẩn bị nghỉ hát luôn đó. À, coi như là ba chàng đội Lâm pháo thủ. À, Hội Quán Thứ Lâm mùa thứ hai có một điều đặc biệt là những tình huống các anh tham gia sẽ là người chủ động và gia đình chủ quán sẽ là người không biết gì cả. Tuy nhiên ở phần cuối cùng đó là Tiếu Lâm Hội thì ba người lại rơi vào tình huống bị động và chủ động sẽ là gia đình của nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Thúy Nga. Bây giờ chủ động hay bị động gì ba người cũng đừng có lo. Bởi vì sao? Bởi vì trong chương trình này lúc nào cũng có hai vị khách bí ẩn, lúc nào cũng kề cận và hỗ trợ cho ba người, đó là ông Tào Trường Giang và ông Lao Chí Tài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi ba vị khách mời này, ai sẽ là người xuất hiện đầu tiên và ai sẽ là người mang đến niềm vui đầu tiên đây. Chúng ta hãy cùng chờ trong giây lát. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Ra thì diễn kịch cũng nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ diễn hậu quán hết. Mà hậu quán thì cần là phải Tiếu Lâm hết, cho nên phải căng thẳng lắm, là phải làm sao cho khán giả phải cười, đúng không? Hoặc chính mình cũng phải cười, mà quan trọng cái người kia không được cười là tại em, cười là mình thua. Em sợ là người ta không cười mình tự cười đúng không ạ? Hồi ráng đi, ráng rộng. Cái sợ nhất của mình là mình biết là mấy anh chị với lại mấy em nó có duyên lắm, diễn hài vui lắm. Ừ. Mà sợ nhiều khi sợ không hài. Mới hỏi không có sợ mình hài cũng nổi là vừa nói xong cái ba đứa ngồi cười không, không có diễn gì hết là chết. Nếu mà mình mà đuối về lời nói thì mình sẽ dùng tới hình thể, mình có thể lấy chiêu lấy thịt đè người. Ngay cả Hoài Linh Minh Béo cũng sẵn sàng đè được, bởi vì cái số ký này mình chắc chắn là mình hơn rồi. Còn anh lấy chiêu gì? Thật ra thì bây giờ trước mắt thì ngoại trừ Hoài Linh ra thì ba đứa em mình thì anh nghĩ chắc là Thúy Nga. Nghe đồn là 3 giờ sáng chứ vẫn tươi mà. Nên là 3 giờ sáng chứ tươi chứ giờ này là chỉ đừ nên là mình chỉ đừ. Kính thưa quý vị, Nam Cường là một ca sĩ và anh ấy cũng tham gia rất là nhiều cái chương trình game show. Tuy nhiên ngày hôm nay đến với Hội Quán Thứ Lâm, chúng ta hãy chờ xem Nam Cường vượt qua thử thách như thế nào. Thử thách ấy chính anh ấy mang đến, tuy nhiên là có bị chủ nhà làm khó để trở ngược lại hay không? Anh Tài nghĩ sao? Anh nghĩ đây là một cái tình huống rất là gây cấn và hồi hộp. Vì không biết Nam Cường có là trội nổi với cái gia đình này không? Đúng rồi, với lại đây là cái chủ đề là y tế cộng đồng thì có rất nhiều vấn đề xảy ra và để vượt qua được những cái chủ đề như thế này là phải có một sự trải nghiệm và hiểu sâu rộng, kiến thức nó bao la lắm. Đúng. Nhưng mà không sao, cứ để Nam Cường vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Phòng mạch, ê bác sĩ ơi. Hồi sáng giờ kêu đốt phong long đốt chưa? Dạ cũng đốt quá trời mà sao không có khách gì trơn à. Dạ. À trời, mới nói xong là khách đến liền. À, tôi bấm lên số 1 và tôi vô khám. À số 1 hả? Rồi, đi vô rồi ngồi đây đợi. Người thứ 10 tới anh nha. Chị đau quá à. Bác sĩ ơi, bác ơi, vợ tôi nó đau quá rồi, đau nè. Đau quá, tự vô đi. Vô rồi, cho vô khám liền đi, em đợi được. Trời ơi, khám liền được không bác sĩ? Không phải, phải theo thứ tự đàng hoàng. Theo thứ tự đàng hoàng chứ đâu phải được. Cái gì bốc cái số 51 thì làm biết cái nào mới khám. Thì chờ cái số 50 là 51 tới không? Trời ơi, chuyện từ từ chứ. Mà tôi nhập viện từ hôm qua đến giờ rồi. Tôi nói cho bà vợ tôi vô mổ đi không chịu. Bây giờ sáng giờ là ói oải oải nè. Đau quá. Ở tụi tôi á, phòng mạch tụi tôi cái gì cũng phải từ từ. Khám bệnh mà cái gì mà nhoi 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 vậy sao khám được?
bà nói bà đau cái bụng, bà đau cái mỏ đâu mà bà la hoài vậy? Bố phải la như vậy để cho mọi người bình tĩnh lại để mà còn khám bệnh chứ. Dạ tôi chửi vợ, tôi chửi vợ tôi. Nè, bà cầm cái số của bà đi. Có tôi bóc cho bà. Trời cái gì vậy? Chú ơi chú, mời số 1 lên. Chị. Cái gì? Chị Nga. Cái gì? Nói gì nghe nè, chỗ chị em quen biết em vô đều đưa vợ em vô đây khám chị. Chị cho vợ em khám trước đi. Nha. Trời ơi, không được đâu, ở đây người ta làm việc lương y như từ mẫu, người ta làm đàng hoàng, ta phải theo thứ tự. Trời ơi, từ mẫu là từ mẫu mấy người kia, thấy không? Chị em mình chỗ quen biết, nó hồi nhỏ chị hay chơi búp bê với em á. Thôi, cái chuyện trời ơi. Chị với em hay chơi bắn bi. À, chứ hồi nhỏ chơi búp bê, lớn lấy vợ là hơi kỳ rồi nha. Chỗ quen biết mà. Nè, mà thôi, không được đâu. Bạn bè chứ quen không được đâu. Nè. Ôi, chồng ơi, không được đâu. Cái gì? Bác sĩ Đạt, khám giùm vợ em đi. À, mời chị đi vô khám bệnh trước đi. Em mời chị vô khám bệnh đi chị. Đây, vô. Để em lo đỡ. Bé thật vô. Sao bà nặng quá vậy anh ơi? Cái gì vậy y tá? Dạ. Cái chú này bóc số 1 mà. Dạ không có, tại vì thật sự em làm y tá đây bao nhiêu lâu em biết rồi. Lạ hả? Đừng ồn ào quá sao? Phải, cái cô này cổ bệnh đau quá mà bệnh cái bác này bác cũng lớn tuổi mà bác vô đầu tiên nhưng mà bác không bệnh gì hết trơn á, thôi để nhường cho cái cô bác này. Bác sĩ biết không? Mình giúp, người ta mình già giúp. Rồi người ta có kinh nghiệm, người ta chịu đựng được. Dạ. Vậy mới đau lần đầu. Dạ, nó đau đau đau. Vậy được, phải vậy chứ mà. Không, đau quá. Bác sĩ ơi, giúp đi. Coi cái gì vậy? Tại sao giúp bữa nay? Đi. Tại sao bữa nay bác sĩ ơi? Trái với nguyên tắc. Tại sao nay làm việc trái với nguyên tắc? Đây nè, cái này nó làm cho mình trái với lương tâm nè bác sĩ. Cái này hả? Nhớ chìa nhớ đi. Ủa cái gì vậy? À, bác à, ở đây chúng tôi làm việc lúc nào cũng nguyên tắc hết. Bác bốc số 1 đúng không? À, tụi tôi làm việc là bốc ngược từ dưới lên trên. Nên bác vui lòng. Nè, có nguyên tắc hết. Bác nghĩ từ dưới. Vô. Cho vô. Ê, ê. Rồi. Đây. Đặt đây đi. Bóp dai. Bị cái gì? Bị triệu chứng sao? Dạ, vợ em bị kiến cắn lỗ rúng. Kiến cắn lỗ rúng hả? Dạ rồi, đây. Cái gì? Kiến cắn lỗ rúng. Dạ được. Cái này chị được. Đúng rồi. Ôi nặng lắm. Bác sĩ mình chích luôn không bác sĩ? Hả? Mấy cái này mà chị chữa hoài mà. Cái này là chim chích heo, chích trâu gì thì bà không khác gì con heo đâu, chích đại đi. Phải chết chứ. Nó nghe nè. Cái bệnh này khó chữa lắm. Dạ, dạ. Nếu muốn khám nhanh thì cũng phải hiểu cái vấn đề gì đó chứ. Dạ. Anh hiểu chứ, bây giờ cái ca này là phải chuyển khóa. Anh hiểu chứ. Dạ. Sao? Em hết bùa rồi. À. Hết bùa. Nhanh lên lẹ đẩy em xuống đi nằm luôn. Nhanh lên chơi cái gì vậy? Tạm thời chích. Chích thuốc giảm đau đi. Dạ chích giảm đau. Dạ, biết mà. Cái này em làm rồi. Tại vì Quay lại. Trời ơi, chị ơi. Tụi chị Nga chị chích kiểu gì mà nó. Tôi không phải khen vợ ông, cái chảo của vợ ông cắt bằng đồng hay sao, kim gãy luôn rồi. Nhưng mà tôi vẫn chích được. Để nó coi. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Bác sĩ ơi, dạ. Em xin lỗi bác sĩ là cái ống xà ranh của bệnh viện mình nó dởm quá bác sĩ ơi. Mình phải trên coi lại. Rồi được rồi. Dạ. Bớt đau chị. Tắt thở rồi đau gì nữa. Vậy thôi chị tắt thở vậy là vui đó. Đợi chừng nào có bùa. Đợi nào có bùa rồi tính tiếp nha. Rồi. Giờ mời bác. Cho về đi. Vậy là bớt đau rồi đó. Bớt đau chưa? Trời ơi. Ẩm em đi. Rồi nằm đây đi. Nè nói nghe là chừng nào chồng đem bùa lên rồi tính tiếp nha. Không bình thường. Nó đây nha. Sao ba ơi? Ba ơi, ba đừng chết ba ơi. Cứu ba tôi đi. Sao? Cứu ba tôi đi bác sĩ. Ông bị cái gì? Tôi đâu có biết, tôi đâu phải bác sĩ đâu, tôi biết ông bị bệnh gì. Cứu ba tôi đi. Không, cứu đi bên kia cứu, tôi không biết. Cứu ba tôi đi. Trời ơi, tôi cậu bé à? Cậu bé à? Tôi đi. Ông chết rồi, đi chỗ này cứu không được. Đi quan tài hay gì đo luôn đi. Chứ ông chết rồi, leo vô không kịp nữa rồi. Cứu ba tôi đi. Ai dạ? Cứu ba tôi đi. Cậu bé à, cứu ba tôi đi lại. Tiền tôi nhiều lắm. Thấy ông bên kia bên này hết bệnh luôn. Hết bệnh luôn hả? Hết bệnh luôn. Cho thứ tự 101. Trời ơi, 101 là phải đến thứ 101 mới vô chứ. Đi đâu vậy? 11 triệu. Ê, tôi bắt quả tang nha. Bắt quả tang gì? Bỏ cái túi cái gì vô túi. Tiền.
cái gì làm gì có tiền bạc, nó tầm bậy tầm bạ không à. Tôi đưa tiền rõ ràng mà tầm bậy gì? Cái gì, cái này là tiền hả? Ở đây làm gì có nguyên tắc lắm nha. Cái gì vậy, cái gì vậy cô Nga? Dạ có, dạ có thưa chị bác sĩ. Chị đâu, chị đâu, dạ. Chị đâu đưa, dạ, đưa, đưa 5 triệu rưỡi. Cái này con đâu có biết đâu bác sĩ. Đã nói rồi bỏ đi, ở đây làm gì có nguyên tắc là đếm. Đúng dạ, rồi, đúng lên rồi trên. Trả đếm lại, từ cầm đi lên trên. Bậy à. Cậu hiểu chứ, hồi nãy là đếm ngược. Bây giờ số này số cao hơn cậu nè. Bây giờ phải đếm từ ngược lên. Ở đâu ra nguyên tắc mà ngược lên trên? Nguyên tắc là như vậy. Chú thông cảm nha, chú số 1 là... Cứu tôi đi, cứu ba tôi đi. Để nó từ từ tôi cứu nè, tôi chưa cứu được, tôi chết bây giờ đây nè. Bây giờ ông sao, phải... Ông bệnh chứ ông sao. Tôi phải bác sĩ. Cứu ba tôi đi, cứu ba tôi đi. Tôi đang cứu. Bác sĩ ơi, trước khi cứu ba ông này, mình cứu ông trước đi, trông khùng quá bác sĩ ơi. Cứu ba tôi đi. Mệt quá. Ba ơi. Ông bị triệu chứng sao? Ba ơi. Bây giờ là phải... Cô Nga. Dạ. Ba ơi. Cái cách này phải hô hấp nhân tạo đó cô. Dạ, Nga. Dạ, đúng rồi. Ba, dạ, dạ. Mình phải... Ba ơi, con tưởng ba chết, con thấy ba nằm ngủ mà không có thở. Hồi đó giờ tao ngủ có thở đâu. Ủa, giờ hồi nãy giờ ba làm gì? Tao ngủ. Sao mà chở tao tới đây làm cái gì? Trời. Về ba ơi. Cứu người ta đi, cứu người ta đi. Mày tào lao quá vậy. Hồi nãy có lấy đủ tiền không? Dạ, nói chung là cái số mình hên gặp à. Chúng bệnh nhân bị khùng. À, lấy ổn chứ gì? Đi vô chậm không ấy. Dạ. Không ai chuyển cái bùa đó qua đây được không? Cứu ba tôi đi. Cái gì vậy? Cái gì nữa? Cái gì? Trả tiền lại đây. Cái gì? Vụ gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bác sĩ. Thằng này làm ăn gian dối quá. Đó, người ta làm ăn gian dối, tôi có lấy lại đâu. Cho vợ tôi vô mổ giùm cái đi. Thì nãy là khám rồi, hiểu dạ. không? Mà bây giờ cái ca đó là nặng quá, phải qua nhiều khâu. Muốn đi khám liền là phải thêm nữa, hiểu không? Tôi làm gì có nguyên tắc lắm. Bây giờ là ngồi đợi nha. Bác sĩ, bây giờ mình làm cái gì nữa? Làm cái gì? Vậy khám xong rồi phải không? Bây giờ phải thêm bùa mới, bây giờ phải lời cái thuốc giảm nữa. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa hả? Trời ơi, bác sĩ ơi, cứu con tôi đi. Cái gì mà làm hoài vậy? Ông biết sao? Tao ra ngoài tự nhiên nó xỉu ngoài xe. Tại nó lấy cái bao thư lại, nó chạy nhanh quá, xe quýt rất là đáng đời. Cứu tôi đi, cứu tôi đi. Bây giờ cái cặp này hình như mình nó thích nó không mà chị? Cái cặp này nó kỳ quá. Cho đi ra ngoài đi bác sĩ ơi, chịu hết nổi. Tôi làm gì có nguyên tắc. Là bây giờ là tới ông chú này khám. Tới ông chú này khám là phải tới ông chú này vui lòng. Đúng rồi, làm gì có nguyên tắc mà đây bác sĩ. Nó bán hết đủ hết gạo luôn bác sĩ. Ổn chứ gì? Cô Nga. Dạ. Ổn. Dạ, ổn hả? Mình dạ. Chỉ có nguyên tắc. Bây giờ mình làm gì có lương tâm đi. Đây. Cô, để tôi vô tôi lo cho cô. Vô. Đây. Đi vô đây. Đến với cô bé này. Còn hai. Dắt nhau. Đau quá. Ơi chị. Con đi trời ơi. Con đông quá rồi. Chị anh đang chưa tới số bạn kia ngồi anh. Ôi, chị ngồi đây bác ra hả? Bác khám. Chuyện bác sĩ là chuyện nghề tụi con, tự nhiên bác ở đó bác chen vô rồi bác lấy bác kẹp nắp kẹp cánh gì. Sao? Trời ơi chị mà hôi quá vậy ông nội. Chết luôn à. Đi ra ngoài kia ngồi đi. Đi ra ngoài kia đợi. Đi ra ngoài kia. Đi ra ngoài kia. Ai đưa tôi tới đây vậy? Ba thấy con xỉu ngoài trước. Đâu con xỉu đâu, đi dép té chứ xỉu đâu. À vậy hả? Chị có đứa vậy? Bông về. Nữa hả? Ôi chết rồi. Rồi chút xíu cả hai, ổng xỉu ai đưa vô vậy? Ổng xỉu ổng chết mà đường luôn chứ sao? Hai bọn này bệnh rất nặng lắm ông. Rồi bệnh viện này chứa ổng đâu, bệnh viện dạ, tâm bùi về chứa ổng gì cho em cái. Lẹ gì đuổi qua đâu răng. Đây chị uống chị uống thuốc này đi chị. Không có đau răng, đuổi qua đau răng rồi. Ủa đổ qua đau răng hả? Đây. Bác sĩ bình tĩnh để đó chứ. Em cho ba uống thuốc này cho ba khỏi liền hả? Ngồi đi chú. Chưa tới, đợi chút xíu. Xin lỗi. Dạ. Tôi là người bốc số 1 đó. Dạ đúng rồi, ở đây làm việc nguyên tắc là đếm ngược từ dưới lên. Chú thông cảm. Chú biết sao không? Tại người ta nói chung là chú chưa hiểu đâu, từ chú sẽ hiểu. Chú ngồi đi ha. Cái gì sao? Thông cảm bằng cách này đó hả? À, có cái thủ tục này mới được khám trước đúng không? Ủa thì nguyên tắc là như vậy mà, trước giờ bệnh viện nào không vậy đúng không? Anh cho đây là nguyên tắc của bệnh viện. Dạ thì trước giờ trời ơi, tôi nói mẹ tôi đi khám cũng vậy, cha tôi đi khám tôi cũng vậy, vợ tôi cũng vậy thôi. Vậy chứng tỏ là anh muốn làm tha quá bác sĩ chứ gì đúng không? Không phải nói gì nó ghê vậy, nó giống người ta tha quá. Như đây là mình, nhưng mà là mình phải có cái gì đó cho người ta thì người ta giúp đỡ mình. Có cái này mới giúp, không có thì không giúp. Phải không chị? Ở trong ngành y các anh học có cái này không?
Cái này là nó cũng chi tiết. Tình hình chung á mà. Đúng rồi. Thì có một cái sự ưu đãi riêng khi mà có một cái gì đó người ta ưu đãi riêng khi người ta đưa tiền. Người ta còn nếu không cứ để cho người ta chết à. Anh chị cho tôi biết tên đi. Dạ con bác sĩ mà tôi bác sĩ cũng nổi tiếng à, tôi bác sĩ Văn Đông Gun. Anh cũng sắp văn rồi đó à. Anh tìm cái gun nào anh vô anh nằm đi ha. Tôi thông báo cho anh biết, tôi chính là viện trưởng bệnh viện này. Tôi mới về nhận chức. Ngày hôm nay nhờ như vậy tôi mới nhận ra được một điều rằng các anh chị không sống với đúng với cái bản này. Lương y như từ mẫu. Đúng vậy. Các anh chị hành hạ bệnh nhân. Khi nào có tiền thì anh chị khám trước, không thì anh chị muốn nói gì các anh chị nói. Được. Cái gì bỏ qua đi bởi vì tôi xin tỉ hiệu, tôi trợ lý của viện trưởng. Tôi là bảo vệ mới ở đây. Viện trưởng có gì bỏ qua em bao nhiêu 3-4 tháng này. Nếu tôi bỏ qua được thì tất cả những người như anh chị sẽ còn nhiều người bắt chước như vậy nữa. Xin lỗi, bệnh viện này không chứa chấp những bác sĩ mà không có y đức như vậy. Còn anh. Dạ. Dạ. Chắc chị ngủ rồi, chị dạ. Mệt chị ngủ á. Dạ, dạ. Trời tôi tưởng chết rồi không à. Trụ cái thuốc gì muốn chết à. Thuốc gì vậy? Dạ thuốc lắc. Thuốc giảm đau. Còn anh, từ nay trở đi tôi yêu cầu anh, và tôi cũng muốn nói với anh một cái điều như thế này, là người bệnh nhân chúng ta đừng làm tha quá những lương y như vậy. Để cho họ làm đúng với trách nhiệm của họ, đúng như những gì họ học ở trong ngành y. Bảo vệ đâu? Dạ, cho tôi ý kiến. Dạ, nãy giờ mấy người vô đưa bao thư nhưng mà bao thư không có tiền. Vậy là sao? Vậy là có những người tôi thiệt thôi. Tụi nó vừa mang tới lợi rồi nhưng mà tụi nó đâu có lợi gì đâu. Trời ơi, đâu có được. Tụi nó đâu có lợi gì đâu nè. Đâu có tiền gì trong này đâu. Trời ơi, tụi nó có được cái gì hết trơn rồi. Thưa quý vị, là quý vị cũng thấy là trong cái tình huống vừa rồi thì cái chuyện mà gửi tiền, nước, tiền trà để mà người ta quan tâm đến mình nhiều hơn nó xảy ra rất nhiều và cũng rất lâu rồi. Chúng ta chỉ nhắc đến ở một khía cạnh nhỏ thôi. Đúng. Tuy nhiên chúng ta nhắc bằng góc độ hài hước. Cũng mong rằng quý vị coi và cũng thấy được một phần nhỏ trong đó. Và hy vọng rằng là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tình huống buổi trưa để xem nghệ sĩ Hà Linh sẽ vượt qua tình huống này như thế nào. Hãy để cho anh ấy vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Giờ là như vậy đi nha. Tôi thấy á, từ ngày mà hai đứa mình tự nhiên gặp nhau, làm như cuộc đời nó thay đổi. Đúng không? Trước giờ tôi đâu có nghĩ là trên đời này có ai giỏi hơn tôi đâu. Mà từ ngày tôi gặp ông tôi mới biết nè, cái điều đó là sự thật. Có gì là sai rồi. Sai sao? Ông không có giỏi bằng tôi đâu. Sao không giỏi bằng ông? Cái người thông minh không bao giờ nói nhiều. Nhưng mà hôm nay cái trách nhiệm của mình ở đây nặng nề lắm. Ông có nhớ tại sao mình có mặt ở đây không? Nói đi. Tại sao mà con người bây giờ lại có nhiều bức xúc mà bấn loạn mà đau khổ như vậy? Cái trách nhiệm của mình làm gì? Cứu, chữa. Phải. Làm sao phải giúp cho người ta trở lại bình thường. Vậy mà tại sao ông không hết bệnh? Tôi bệnh rồi này. À quên, hai đứa mình đâu có bệnh đâu. Tôi không bao giờ bệnh. Đúng. Ông nói nhiều mới bệnh, thấy chưa? Ủa vậy là tôi bệnh hả? Người bình thường không bao giờ nói nhiều, hiểu chưa? Đúng rồi. Nhìn cái mặt là biết có tỉnh hay không rồi. Bây giờ nói vậy tôi đâu bao giờ được nghi ngờ đâu. Nhìn ông là biết là rất là uyên bác. Ông học cao lắm phải không? Chứ sao? Trong các ngành khoa học ông nghiên cứu tới đâu rồi? Tôi không nghiên cứu ở mặt đất. Chứ ông nghiên cứu ở đâu? Trên không gian. Hả? Vậy ông là bác học hả? Đúng. Bây giờ tôi hỏi ông câu này ông trả lời được nghe không? Hỏi đi. Tôi nghe nói mặt trăng á, lúc mà nó quay qua bên kia ừ, thì mình không bao giờ thấy được. Đúng. Vậy thì người ở bên mặt trăng có thấy được mình không? Sai. Sao sai? Hỏi câu tầm bay tầm ba cũng hỏi. Sao tầm bay? Trên mặt trăng là vì có người. Trời ơi, như vậy đúng rồi. Vậy là đó giờ tôi nghi ngờ cái năng lực của ông. Bây giờ tôi biết ông đúng là thiên tài. Ông mà xứng với lại cái nhà bác học gì nè. Cái nhà bác học gì Satan. Satan gì? Ông đừng có giỡn mặt với tôi nha. Cái gì đó, cái gì tanh tanh đó. Anh tanh. Tôi không cần biết ông nói chuyện tào lao rồi đó. Cái gì nói là không biết thì nói chuyện không có hợp với ông rồi. Nhưng mà ông nhớ cái mục đích của ông tới đây là làm gì hay không? Tôi biết tới đây là cùng ông để mà cứu người ta, hiểu chưa? Đúng rồi. Cứu ai? Nãy giờ ông nói qua tôi không thấy ai ở đây cho ông cứu. Mình hẹn nó ở đây nhưng nó phải vô trong nó uống thuốc rồi nó mới ra đây. Thuốc cái gì? Kêu nó đây lẹ lên. Từ từ. Tôi không có chờ đợi gì nữa hết. Tới giờ người ta ấy rồi. Dắt em đâu vậy?
tính anh nó siêu lưu lắm, tới những cái nơi nào đó phải biết một chút. Ngồi đây chơi, ngồi đây chơi. Ủa sao phiêu lưu nguy hiểm mà ngồi chơi? Ở đây thoáng mát. Ôi chào chị. Ê chị khỏe hả? Ê chị bậy kìa. Gậy đi, tao quýnh anh bây giờ. Ngồi ngồi đọc sách đi nha chị bậy. Ê em sorry, đừng giận nghe chị. Kệ kệ, chị ngồi đi. Trời đất ơi, hai đứa nó bước ra tôi đứng đâu là Mission Impossible không à? Anh công nhận ở đây có hai con cún dễ thương quá. Một con áo xanh, con áo xanh. Nó nói cái gì vậy? Nó nói cái gì vậy? Nó nói có đây có hai con thú dễ thương, một con màu xanh, một con màu sọc. Ôi rồi, không có thấy con thú nào không? Vậy là cuối cùng tôi cũng được nhận định đúng giá trị của mình rồi. Vậy là hai đứa mình là hai con thú đó hả? Cảm ơn chị em. Như vậy là bắt đầu tụi nó tiến triển hơn một bước rồi đó. Bữa nay khá lắm, uống thuốc xong rồi phải không? Dạ. Uống thuốc chưa? Uống thuốc chưa? Ổn ổn, sáng nào cũng uống mà. Đó, biết là uống thuốc rồi mà. Sao rồi? Dạ. Tình hình cái con người bữa nay thấy nó khỏe chưa? Sao? Đủ tỉnh táo chưa? Khỏe rồi. Ổn rồi, thấy tỉnh táo rồi chưa? Nè. Đó. Đó, thấy chưa? Ba ngón tay. Sao ba ngón? Như mấy ngón? Tám ngón nội. Cái gì? Tám ngón lận. Nè, nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi, 6, 7, 8 nè. Đó. Chà, tôi thấy cái bộ không được rồi đó. Ông phải coi lại đi nha. Nó đếm dạ. Sao mà ra 8 ngón? 9 ngón mà. Nè. Đếm sao 9? Quên, lên lộn, 9 lóng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lóng. Ừ, đúng rồi, 9 mà. 9, vậy là hay. Đúng ra hôm nay á, tôi có mời ông bác sĩ này về đây. Sau khi ông chữa trị cho hai người rồi, có thể cho hai người về thăm gia đình. Ông này bác sĩ hả? Bác sĩ. Phải ông đi thử ông nè. Cái này số mấy? Số 0. Sai rồi, số 3. Cái gì? Số 3, số 3. Nói số 0 chỗ này nè. Không phải, cái này sao tính được, mình tính số bên này nè. Cái này số 30 ông nội ơi. Hả? Nè, cái này 1, 2, 3, 30. Ngu, số 03. 03 hả? Nhưng mà với ổng là số 30. Thôi bây giờ đừng có cãi nữa. Trời ơi, thông minh quá. Bây giờ vậy, đừng có la. Bây giờ số mấy? 03, 30. Đánh bao lô hết, 0330 luôn rồi, chiều nay đánh sửa chủ luôn. 30 con gì? Con ơi, con thú. Không ấy, mình đánh 11 con chó nhỏ đi. Hả, à, giống con chó luôn hả? Là ông này là ông bác này sĩ hả? Ông này chó sợ, mình đánh con gì? Ôi, vậy mình đánh 111. Ý nó anh cho già đó. Không ra đi chữa bệnh hay là ông tào lao vậy? Bây giờ vậy nè. Dạ. Tụi em cố gắng hết bệnh, tụi bác sĩ và anh rồi. Sẽ cho em về. Tụi em hết rồi. Chắc chắn là hết bệnh không? Chắc không mà. Bây giờ em nói đi, lúc ở ngoài đời á, chưa vô bệnh viện, em làm cái gì? Trời ơi, em làm phí hình gia dược không gian nội ớ. Trời ơi, ngay khớp luôn. Đây, nghiên cứu vũ trụ. Thì con rành lắm ha. Thấy được chị Hằng với chú Cụi luôn. Với tới bắt tay gặp chú mừng sinh nhật nữa. Quá hay. Rồi còn em? Tôi hả? Ừ. Tôi trước khi vô đây là tôi là con người. Dĩ nhiên rồi, không lẽ là con thú? Con người. Mày vô đây bắt đầu tôi từ trở thành con thú lên nè. Tại sao lại thành con thú? Trong khi vô đây một ngày ba bữa cơm, có thuốc uống nữa, thậm chí có em gái ngồi kế bên nữa, mà sao thành con thú được? Muốn mà biết là có chắc là bình thường hay không, mà phải trải qua một cái bài gọi là trắc nghiệm. Tiếng Anh gọi là Testeromation. À. Không, bây giờ vậy, tụi em sẽ chứng minh tụi em hết bệnh rồi. Hết rồi. Lập tức ngay bác sĩ sẽ thả cho tụi em về. Chẳng hạn như em ở ngoài em có bằng lái chưa? Có chứ. Có bằng lái không? Rồi. Xe gì? Cái xe gì cũng có hết. Bây giờ vậy đi, em hãy tưởng tượng cô này là một chiếc xe. Em là con ngựa mà. Nhưng mà cứ coi giúp cho em nó đi. Vậy bây giờ em hãy leo lên xe em lái đi. Xe này xe gì vậy? Xe này xe chắc cũng... Xe ngựa hả? Em nghĩ sao biến em nói xe ngựa. Chứ bây giờ anh muốn xe gì? Xe thỏ thôi. Xe thỏ. À, xe thỏ. Xe thỏ. Bây giờ ghi đông đâu? Đây. Dạ, ghi đông thấp quá vậy? Ừ. Không, cái đó là cái yên rồi. Bây giờ cái ghi đông nè. Cứ căng tay làm ghi đông đi. Đó, rồi. Bây giờ cầm lên ghi đông đi. Rồi. Tìm coi cái nút đệ nằm đâu. Ở đây nè, ở đâu đâu đây nè. Nút đệ nằm sao? Ở trước là nút đèn khác. Làm cho đúng. Không quay nút đề nè. Không. Nút đề nào đây? Không phải hả? Đầu phải hướng đằng trước. Nút đề, cứ coi tưởng tượng là nút đề đây. Là cục này nè, nút đề. Cục này đề hả? Rồi. Đâu cái nào nhô lên mới là nút chứ. Bên này nút kèn nha. Bóp kèn đi. Kèn này chưa khăn tiếng thì sao chưa ngộ vậy? Rồi, xe này ổn quá rồi. Bắt đầu chạy nha. Ủa em phân khối bao nhiêu vậy? 250. 250. Có bằng A2 chưa? Tôi bằng gì cũng có, bằng lái máy bay tôi có luôn rồi. Hay quá. Vậy giờ tưởng tượng này là máy bay đi. Bay luôn, máy bay luôn hả? Cái dù của em đâu? Dù phi công á, trái nó nhảy á. Mày cái này làm cái dù chùm. Ơ, rồi. Rồi.
Trời ơi. Được rồi, cái, được hết, được hết. Bác sĩ vô đây uống thuốc liền luôn đó. Để vậy đi. Rồi. Bác sĩ nó vô nghe vô. Rồi bắt đầu đây đi. Đây. Nổ máy, nổ máy đó. Thời bây giờ nó không có chơi số đạp nữa cưng. Nút đề. Đây, 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 cậu đây, đây. Đây, đây. Đút chìa khóa vô. Trời ơi. Đút vô đây nè, dặn cái đó. Rồi đề nè, máy nổ nè. Hay quá. Rồi, phải chạy. Chạy đi. Xe ga chứ không phải xe ngựa con ơi. Chạy luôn. Chạy vậy. Ờ, chào thím Bảy. Vậy còn đọc sách hả? Rồi bác ngồi đọc sách hoài luôn ta. Anh làm cảnh sát cho ông anh hỏi lại đi. Wow. Chào anh. Dạ chào. Anh cho coi bằng lái xe. Khó quá hả? Ờ, để quên nhà giờ anh. Tưởng tượng cũng mình được. Không, mình không. Mình không, mình không. Mình không, mình không. Không mà. Mình không là cái gì? Mình không. Mình không là mình không á. Mình không mà. Tôi không có giỡn mà. Mình không hà, bỏ đi, mình không. Tôi không có biết ai là mình không hay không mình hết trơn. Biết không? Biết là phạm lỗi gì chưa? Lỗi gì anh? Vừa chạy xe vừa nhảy. Đâu có nhảy đâu. Có cái xe nó nhảy mà. Nó nhấp dữ vậy. Cái xe nó phải nhảy. Cái đó là do ổ gà. Cái khu đường này nó còn dấp. Đúng vậy, vậy anh phạt quan người ta rồi, tội nghiệp. Thôi hai đứa lên xe chạy tiếp nữa đi. Không mấy giờ phạt quan thối tiền lại cho tụi em đi. Hôm qua em đi chùa hương. Dắt xe vô đây đi. Ai bà này bác sĩ đó. Bác sĩ à? Bác sĩ nhưng mà bà hòa nhập với lại bệnh nhân cho nên bà giống bệnh nhân hơn mình nữa. Bác sĩ quá bộ tới thăm chúng em có điều gì dạy bảo. Trời hôm nay nắng đẹp nó sợ luôn. Bác sĩ á. Bác sĩ. Ê, cỏ xanh quá nè. Chứ chà bác sĩ cũng vậy hả trời. Ê, nguyên con dê chó trên mặt mâm. Thưa bác sĩ, hôm nay chúng tôi hân hạnh rước được một ngày gọi là khoa học gia vũ trụ. Ngày tới đây có nhã ý là sẽ chữa cho hai bệnh nhân chúng ta khỏi bệnh để về quê thăm gia đình. À, gia đình đã mong chờ các em này lâu năm rồi, cho nên là bây giờ là đề nghị bác sĩ xem lại hai bệnh nhân có đủ điều kiện chưa để cho ba chúng tôi cùng về. À, hay, hay lắm. Dạ. Chị. Hai tụi em tên gì vậy? Chị tên gì vậy? Gì? Trời ơi, chị tên gì chị biết chị chết liền á. Thì tụi em không biết vậy. Bác sĩ. Công nhận ha. Trời nóng muốn chết luôn vậy đó. Chị nhìn cái mền của em đang quấn trên người, chị muốn đi vô phòng lạnh. Chị hình như em nghe anh này nói là chị tên Sĩ, họ Bác là bác sĩ. Ủa? Chết mộ đây mới bác sĩ nè. Bà này lòi sĩ rồi, qua đây thôi, qua đây. Ngồi xuống đi. Dạ em đứng lên ha bác sĩ. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống không? Không chết đích bây giờ. Sao thấy trong người sao, khỏe chưa? Dạ tôi vẫn khỏe. Hồi sáng chích thuốc chưa? Dạ hồi sáng em có uống thuốc rồi, nhưng mà chích thì ông này ông dành chích luôn hai mũi. Trời đất ơi. Muốn về với gia đình là phải chích đủ liều lượng nghe chưa? Dạ dạ có. Ráng cố gắng phải chích đủ. Chích thuốc chưa? Dạ em chích dư rồi sáng rồi để tranh thủ về. Số mày. Ngón út. Số mày. Không một. Ngón út. Không một. Số. Số 10. Số gì cái này ngón tay mà số gì cái này. Trời mày... thử sao quá. Cái này là cái. Làm gì rồi. Rồi vô khu đặc biệt luôn rồi. Số mày. Em tỉnh rồi bác sĩ. Móng tay. Đắt số không. Số mày. Qua khu đặc biệt luôn. Ê, ấy ơi. Qua luôn. Qua. Đây có 4 lần. 1, 2, 3, 4 lần. Ấy đứa là từ 3, 4 là chú sĩ bị lỡ rồi. Mày. Qua khu đặc biệt. Cái này nó có được tính giống cái này không bác sĩ? Số mày. Ai nhắc bài em đi, có được gọi người thân tới chạy đi. Số 10. Tại em được về rồi, thấy chứ mới bệnh rồi. Đưa lên phòng cấp cứu. Trời ơi. Chích bao nhiêu thuốc cũng không hết. Không có chích mỗi lần em vô con dành uống không à. Bởi vậy cô không bao giờ hết bệnh là. Hết rồi. Không bao giờ hết là vậy. Hết rồi mà. Hồi nãy là tôi đã thử mấy người này rồi. Bây giờ tôi sẽ thử anh. Dạ.
anh là tôi thấy ổn hơn những người khác. Dạ thưa bác sĩ, tại số mấy đây? Đó, thà bác sĩ chỉ cái giếng, cái giếng, cái giếng, tụi xe cái giếng. Vậy nó cái giếng gì? Dạ số 2. Tại sao lại là số 2? Dạ dựng lên vậy, em móc thêm nữa thành số 2. Ủa không ra số 2, ra số 6. Vậy thưa bác sĩ em nói lại được không? Số 6. Số này là số mấy? Số này khó quá vậy bác sĩ. Hình như nếu đúng rồi là số 6. Đúng rồi, số 6. 6 nè, nó quẹo nè. Số 6, cái mỏ mắt. Ông ngốc luôn, có móc cái gì không kìa. Số mấy? Số 3 mà thôi. Quay đi chơi. Quay đi chơi. Khó quá, bây giờ. Số mấy? Quay đi chơi. Số 1. Tào lao, cái này là cái like ở trong Facebook. Tốt đó mà số 1. Phải khó quá à. Không biết cái gì hết. Ở trong này bao nhiêu thuốc rồi? Chị cho mọi người bao nhiêu thuốc rồi? Bệnh nhân bị chết mới. Nói gì vậy? Hả? Đưa cái áo đây. Sao vậy? Suốt ngày lấy áo bác sĩ mặc không ha? Nói la nhỏ nhỏ thôi. Lần nào chơi cũng la cho bự miệng. Đưa con non đây. Trời ơi là trời, thì ra gã này là gã khùng chúa đây đó. Hôm nay tôi nói được vô tôi nghi rồi. Cãi mình bởi vậy hả? Thứ gì đâu dạ. Khỏe chưa? Dạ, em khỏe rồi. Này số mấy? Hả? Dạ. À không ai chung với mình. Dạ. Qua đi ngồi. Số 1. Giỏi. Dạ, thấy không? Hết bệnh rồi. Cái này số mấy? Ờ, số này số 2. Giỏi. Hết bệnh luôn rồi, trời ơi. Ổn rồi, ổn rồi. Số mấy? Bác sĩ vô có khác. Số 5. Giỏi. Này số mấy? Không. Nặng nhất nè. Ông ấy đố con nói được hết cho con vậy. Này số mấy? Nút like á. Số 1, ngu. Bên kia nói nút like mà. Khỏe chưa? Dạ. Khỏe chưa? Có còn bệnh không? Thưa bác sĩ, từ lúc em vô đây tới giờ em không có bệnh. Rồi, đang bệnh đó. Bây giờ vậy, mọi người sẽ trả lời tại sao lý do vô đây. Cô, tại sao cô vô đây? Em vô đây tại vì em thích em vô đây. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Nghe là bà đi giải phẫu thẩm mỹ đó. Thẩm mỹ cắt lộn dây thần kinh. Em vô đây, em mới biết là em là một người đẹp nhất ở đây. Ngồi xuống đi. Dạ em đang ngồi rồi đó. Ngồi xuống. Dạ em đang ngồi rồi. Rồi đứng đi. Dạ, em đứng cũng như ngồi, mà ngồi cũng như đứng. Nằm đi. Dạ. Ừ, rồi. Tại sao vô đây? Lúc đầu tôi là người bình thường. Xong rồi, sau cuộc sống rồi tôi cũng bình thường. Thì bây giờ tôi vô đây tôi ở cũng là thấy điều bình thường. Ngồi xuống đi. Rất không bình thường. Không căng thẳng. Từ từ hết bệnh sẽ về với gia đình. Tại sao vô đây? Tôi vô đây là nó có nhiều cái trường hợp. Rồi. Nhưng mà cái trường hợp mà tôi nhớ nhất là tiền nhiều quá không xài hả? Tôi hồi xưa là một người rất giàu, tiền nhiều quá xài không hết. Ừ. Mà tánh tôi thì không thích cho ai hết. Đúng, tôi biết cái đó tôi rành lắm. À, mà tôi có rất nhiều người yêu rất nổi tiếng. Rồi. Những người tôi yêu toàn trong giới showbiz. À. Những ngôi sao ca nhạc. À, biết. Không liên quan. Sau đó đó. Khỏe rồi. Khỏe hơn hôm qua rồi. Lát lên bệnh viện trung ương. Chưa nói hết mà. Thôi khỏi nói đi. Sao vô đây? Rồi ở đây đây luôn đi nha. Sao vô đây? Trách nhiệm em phải vô đây. Trách nhiệm mới vô đây hả? Sao vô đây? Bệnh. 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 Bệnh nhất á. Hỏi sao vô đây? Hỏi sao vô đây? Bệnh. À biết bệnh. Bây giờ trả lời nè. Dạ. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Con nghĩ là cái trứng có trước. Tại sao? Giống như Tề Thiên vậy đó, nó nổ ra cái nó ra con gà. Tề Thiên là cục đá bà nội nha. Thì bây giờ con gà là cái trứng. Rồi ai đẻ con gà nào đẻ ra cái trứng mà cái trứng có trước? Thì Tề Thiên có ai đẻ nó đâu. Tề Thiên không có, đang nói về con vật. Thì Tề Thiên là con khỉ. Tề Thiên là cục đá đang về sinh nở. Cái trứng có trước hay con gà có trước? Nhưng mà con hỏi bác sĩ Tề Thiên là con gì? Con khỉ. Ừ thì nó là con vật. Đúng rồi. Ừ thì con gà cũng là con vật. Thì hỏi bây giờ họ cái trứng có trước hay gà có trước? Đâu hỏi Tề Thiên. Con nói cái con gà có cái trứng có trước. Con gà có trứng có trước. Thường lắm. Tội nghiệp gia đình. Không trả lời đúng mà. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Dạ thì lúc nào tôi cũng suy nghĩ như vậy.
Thực ra khi mình đặt ra câu hỏi cái trứng có trước hay con gà có trước, đúng rồi, đó là do ý thức của mình. Đúng rồi. Tự nhiên nếu cái trứng có trước thì cái gì đẻ ra cái trứng. Đúng. Mà con gà có trước thì cái gì đẻ ra con gà. Đúng. Cho nên có thể suy nghĩ được rằng thậm chí không thể nào có con gà có trước, mà cũng không thể có cái trứng có trước. Trời. Mà cái quan trọng nhất là ở đời này cái gì có trước, để nó có thể sinh ra những cái có trước từ cái có trước đó. Gửi email đọc sao? Con gà có trước hay cái trứng có trước? Tôi bệnh tôi đâu biết gì đâu. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Tôi có trước. Vậy là ba đẻ hai đứa. Tại cái mặt tôi cũng đâu có khác gì con gà. Con gà có trước hay cái trứng có trước? Em kỵ con gà, anh hỏi con khác luôn. Tại con gà em kỵ, đang ngồi kế bà này với con gà em kỵ nãy giờ rồi. Rồi. Né né. Hỏi dịch đi chú. Con cá heo có trước hay là cái trứng có trước? Cá heo đẻ con. Ơi, thông minh nè. Thông minh nè. Để tôi hỏi ông già. Mỗi luôn ha. Ông làm già nhất ở đây nè. Ba ông có trước hay má ông có trước? Mày có trước hay tao có trước? Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có một số phận và ai cũng có một tình cảm. Những người tâm thần họ cũng cần có những người để sẻ chia về tình cảm. Họ cũng có một số phận, không ai muốn như vậy. Nhưng vì cuộc sống có quá nhiều đau thương, quá nhiều trắc trở, chúng ta hãy dang rộng vòng tay để nhìn họ với một cái nhìn khác hơn. Chúng ta phải hiểu họ, phải thông cảm. Dạ dạ dạ. Đi 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 chưa? Đi trả đồ cho bác sĩ cái. Đi trước. Ở trong phòng tôi nó mới nhậu vậy. Ừ, nó mới. Đi kệ cổ đi. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua một tình huống mà có lẽ quý vị đã thấy nhiều ở ngoài đời cũng như trên sóng truyền hình, trong các chương trình. Ai cũng có một số phận và không ai muốn mình phải rơi vào những cái số phận mà cay đắng như vậy. Tuy nhiên, cuộc đời mỗi người đã được sắp đặt một định mệnh phải bước qua. Và những người bị bệnh về tâm lý, về thần kinh thì họ sẽ bị một cú sốc gì đó và họ rơi vào điều đấy. Đúng. Nhưng mà thực sự chúng ta phải nhìn họ với ánh mắt khác đi. Họ là những người đáng thương hơn là đáng trách. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Ôi, bé bếp đại phu của em ra đây cho đây. Ôi kìa. Cho nên nè. Tiểu thư. Tiểu thư cái gì? Trời ơi, tụi mình quen nhau mà không biết hay là sao trời. Chàng á nha, lúc nào cũng vậy à. Sôi lên bằng cân em vẫn nặng hơn con quỷ đó mà. À, tại vì con người. Nhớ không? À, sao? Tụi mình á, mặn nồng từ đó giờ quá trời rồi, không nhớ gì hết trơn à. Em lúc nào cũng tươi mát trước mặt chàng mà. Chàng nên nhớ bây giờ cái gu á, hot girl là thương lắm, hot dog là sao? Em nè. Oh my god. Cái gì my god? Oh hot dog, hot dog. Ừ. Nè, chàng ơi, chàng phải làm sao nha. Em thấy chàng là không có được rồi, chàng đi học tắt không à. Ha, đi học người ta 2, 3, 4, 5, 6 không, chàng học thứ 7, chủ nhật không à. Học cái đó làm sao mà lên nghề được. Mà nha, chàng mới học có 1 năm mà chàng muốn đòi làm đệ nhất đại phu làm sao được. Chàng chỉ là đệ bé thôi. Bây giờ muốn đòi làm gì là quyền của mình chứ. Ừ, nhưng mình có quyền chứ. Em sẽ giúp chàng dạch mặt cái người cha đệ nhất. Đúng rồi, phải đè ông xuống mình mới lên mình đè đệ nhất được đúng không? Đúng rồi, mà em có thể đè được. Được không? Em có thể lấy thịt đè người. Hay quá, em nhìn em là biết rồi, em có thể lấy thịt đè người. Đó mà chàng muốn làm thử không? Chàng nằm xuống thử. Bậy bậy lắm, bậy lắm. Để ta còn dưỡng sức nữa. À, dưỡng sức hả? Nhưng mà chàng nhớ nha, chàng đừng bao giờ quen cái con nhỏ tiểu thư con của ông đệ nhất nha. Nó có gì hơn em chứ? Nó chỉ có đẹp hơn em, nó chỉ có trẻ hơn em và nó chỉ có giàu hơn em thôi mà. Sao cái gì nó cũng hơn em hết? Em hơn nó cái gì? Thịt. Cái điều đó thì anh không thể nào phủ nhận được ở em mà rồi. Em nói cho chàng biết nha, bây giờ thịt á mà phải lai mỡ vô thì ăn mới ngon mà mới an toàn chứ bây giờ thịt toàn là chất tạo nạc không à. Vậy sao? Cho nên chàng á ăn bây mỡ vậy? Đi thoải mái. Em thật là hảo hạng quá đi. Cho em là vậy đó. Bây giờ vậy nè, em nói thiệt cho chàng biết nha, cái con nhỏ tiểu thư á thấy ghét lắm. Nó làm như một cái con quỷ đội lớp người hay sao á. Như vậy sao? Cái mặt nó đẹp vậy chứ trong lòng nó là thú tính dữ lắm. Trời ơi, bữa nay em đang quét nhà nè, trời ơi, gì mà nó đạp em gì nè, nó đạp gì nè. Nó dám đạp em luôn hả? Bầm hết trơn á. Lúc đó em làm sao mà em nằm xuống đây cho nó đạp vậy?
em lăn à, em lăn cho nó đạp lại em. Mà nó có nhiều cái xấu lắm chàng ơi. Phải không? Thí dụ như á, lúc nào mà nó thấy người ta bệnh hoạn gì nó chạy lại nó thăm. Xấu lắm, tính xấu lắm. Ủa sao kỳ vậy? Cái người ta bệnh hoạn lại thăm là cái tính thăm để đem về cho ba nó hút thuốc, có tiền chứ bộ. À là nó chưa lại chưa kể nha, ba nó còn liên quan đến cái vụ chạy hòm nữa đó. Liên quan chạy hòm là sao nữa? Chị bệnh nó uống thuốc cho chết, đem qua quăng qua đống hòm. Liên kết, liên kết. Chàng ráng đi, mai mốt chàng mà là đệ nhất một cái, em sẽ lo cái ban nhạc, em sẽ múa đèn cho chàng. Làm sao? Thí dụ như ai chết rồi em sẽ dịch vụ múa đèn đó. Thôi nè. Để dành đi. Dạ. Để dành đi, khi người ta chết rồi hãy múa. Chứ mấy người ta còn sống rồi nàng múa cái là người ta chết. Ủa gì hả? Được rồi. Khi mà mình trở thành đệ nhất là mình sẽ làm được tất cả. Đúng rồi. Em nói cho chàng nghe, chàng phải suy nghĩ lại, đừng có quen với con nhỏ tiểu thư đó nữa. Nó thấy ghét lắm, nó như một con quỷ mà. Trời ơi nó. Ngọn gió nào đã thổi chàng tới đây? Gió Lào. Gió Lào thổi nàng tới đây hả? Gió Lào thổi ta tới đây. Tiểu thư, tiểu thư đẹp quá à. Con gái nên nết ghê và thấy trai là xà lạ gì đó. Đâu có phải. Dạ. Người ta nói là gái gặp trai là phải dính vô thì mới có em bé được. Tiểu thư rất là phóng khoáng đó, hề gì có bầu hoài. Chưa có bầu. Chưa nữa hả? Còn cái này chữa trâu sao lâu quá chưa đẻ. Em nói tiểu thư nghe, người ta từng nói lù khù với cái lưu chạy quay lại lấy cái nắp với ba cục gạch mà. Em là vậy đó. Thôi kệ em đi, em xấu quá mấy chị. Tiểu thư, tiểu thư ra nói nghe nè. Hồi nãy giờ em khen tiểu thư trước mặt coi công tử quá trời luôn á. Có khen hay khen gì vậy? Khen công dung ngôn hạnh nè. Hình ít nè, thùy mỹ nè. Trong kia thi hoa, chim sa cá lặn. Có chim sa cá lặn nữa hả? Đúng rồi, nhan sắc chim sa cá lặn đẹp quá mà, chim nó phải lặn thôi. À tiểu thư, tiểu thư nè, em nhờ tiểu thư khuấy bột cho em để đổ bánh xèo ăn á. Tiểu thư làm chưa? Khuấy bột hả? Dạ. Bột gì? Bột gạo. Ủa đâu có, sáng giờ người ta chỉ có giao kem trộn cho ta thôi. Đi mà, đi vô chuẩn bị làm cho em đi. Sao tự nhiên kêu ta đi vô làm chi vậy? Vô làm đi mà, tiểu thư vô làm đi. Để ta vô ta phụ. Để ta vô. Rồi. Ơi đạp xúc quần nè. Chàng yên tâm đi, em sẽ làm cho chàng thấy. Trời ơi, phu nhân đẹp quá. Em ganh tị với sắc đẹp của phu nhân. Phu nhân có phải là vợ của đệ nhất đại phu không ạ? Đúng rồi, xin lỗi ai đây vậy? Dạ, em là... Ngươi là ai? Em là thị nhỏ. Thị nhỏ hả? Dạ. Rồi. Em là bạn gái của đệ bé trường phu. Bạn gái? Dạ. Trời ơi. Nhưng mà tụi em sống thử lâu rồi. Ủa cái gì nữa? Sống thử nữa hả? Dạ. Trời ơi, cái tướng ngươi như vậy mà nó cũng chịu thử nữa sao? Dạ. Anh thử xong anh nói thôi khỏi thiệt luôn đi. Trời ơi. Dạ. Rồi hôm nay vô đây làm gì? Dạ em đi tìm đại phu đó mà đẹp. Để quá. Làm cái gì? Dạ để em nhờ tư vấn, em bệnh dữ lắm. Bệnh em muốn... gì? Dạ bệnh nhiều thứ bệnh lắm. Em là khủng không? Dạ không, em là bị máu trong mỡ. Này không dám đâu, mỡ trong máu à? Dạ không, người ta là mỡ trong máu là người ta vậy gì, mỡ ít còn máu nó nhiều. Còn em giờ là mỡ 90% rồi cho nên em bị cái này là máu trong mỡ. Là mỡ này với máu với thịt, trời ơi gì mà quá trời quá em đó. Em yêu nhiều em bệnh đó. Ừ. Không biết là phu nhân có yêu đệ nhất trường phu không ha? Sao không yêu, chồng tôi phải yêu chứ, sao hỏi câu nghe. Nhưng mà chắc yêu quá nên ông không bệnh phải không? Ừ. Trời ơi, cái này là lá cây gì vậy phu nhân? Lá cây này phơi khô. Để làm gì vậy? Xong rồi xào lên. Xong rồi phơi. Phơi nắng. Xin lỗi. Nói lại nha. Cái này phơi khô xong xào lên. Xào lên xong phơi khô lại. Xong khô lại. Cho quỷ nó uống hay không sao? Không có, xong rồi quăng thùng rác. Thì mà rảnh quá vậy bà? Thì rảnh mà, đâu có chuyện gì làm đâu. Hoa nó nở nhiều quá thì mình làm gì cho có chuyện là mình đang sắc thuốc gì đó. Em đâu có thuốc đâu mà sắc. Phu nhân nói gì cũng dễ thương chứ. Trời ơi, phu nhân nè lắm. Phu nhân dưỡng da ở đâu mà đẹp quá vậy? Dùng loại thuốc gì nè? Trời ơi. Nè, nói dạ. Nghe nè. Bây giờ để ta chỉ cho ngươi cách chế độ ăn kiêng nha. Dạ, cảm ơn. Ăn kiêng đi cho bớt mỡ trong máu. Dạ. Cho chết mà để kiểu này là chết luôn á. Dạ, thế ăn kiêng như thế nào thưa phu nhân? Sáng ngủ dậy ăn 3 chén cơm, ăn 1 con gà, uống 3 lít nước,
Rồi đi ngủ, nghỉ ngơi nha, không được ăn gì hết nha. Không được ăn gì hết. Cảm ơn phu nhân nha. Chắc ăn cái kiểu đó chừng 3 ngày thôi không chết có, rồi. Chưa. Chưa nữa. Chưa ngủ dậy. Vậy hả? Ăn một con heo, 10 con cá, với là một nồi cơm. Ăn xong rồi đi ngủ nha. Không được ăn gì nữa nha. Rồi buổi tối? Mình ăn kiêng mà. À hả? Rồi cái buổi tối sao? Mình ăn nữa. Hả? Mình ăn nữa, ăn nhiều lắm. Ừ. Ăn gì không? Ăn cái gì? Ăn xương. Ra uống nước xương rồi vô đi ngủ. Phu nhân cái chuyện cái dễ thương cái sợ luôn á. À, trời ơi. Mà phu nhân là họ lãng đó, lãng nhách hết. Không phải đâu, hình như họ vô tên là Duyên. Ôi, đệ nhất Trường Phu đây rồi. Trường Phu là trong kia, ta là Đại Phu. À. Đại Phu đây là chồng ta nha. Dạ. Em học ít, mong Đại Phu thứ lỗi. Không, Đại Phu sao? Có phải là đệ nhất Đại Phu không ạ? À? Danh xưng đệ nhất Đại Phu là do mọi người yêu mến mà cho ta, chứ không có tự nhận. Thật sự ra ta cũng không muốn nhận điều này. À, chữa được bệnh cho người là, đó là trách nhiệm của ta. Dạ. Nhận nhất nhận nhì để làm gì? Dạ. Ngài hay quá, ngài nói cứ như là một cái người am tường về văn chương chữ nghĩa, cái gì cũng rành hết trơn ạ. Dạ thưa ngài, ngài ơi, ngài hãy coi giùm cho tôi là... Trời ơi, ngồi nhẹ thôi bà ơi, trời bà ngồi muốn sập giường gia đạo ta luôn à. Em xin lỗi nha, em không có ý tứ gì. Dạ. Dạ. Ngài hãy rút vào bên trong. Hãy rút vào hả? Để cho ta khám bệnh cho cô đường này. Dạ. Mời Đại cô phu, nương. Đại phu ơi, khám giùm em đi. À xin lỗi, ta phải bắt mạch trước khi chích. À, em tưởng đâu là chích trước khi bắt mạch chứ. Vậy đây ạ, à, mạch em nằm dưới chân á. Ở đâu cũng có mạch, quan trọng là thầy biết bắt hay không. Dạ. Yeah. Dạ nó nhảy dữ lắm ha, nó im lìm mà. Đại phu lâu vậy đại phu. Cô nương. Dạ. Xin chúc mừng cô, cô đã có thai nhi. Sao cô lại buồn? Em có thai hoài, đâu phải lần đầu đâu mà bất ngờ. Nhưng mà được cái không bao giờ biết cha của đứa bé. Hình cô như Nương à. Dạ. Làm gì thì làm, chúng ta vẫn phải cẩn thận là trên hết. Em biết chứ. Vừa bảo vệ sức khỏe cho mình, vừa bảo vệ sức khỏe cho người khác. Em đến đây khám bệnh chỉ là cái cớ. Em muốn ngài có trách nhiệm với em. Ngài nhớ bữa ngoài bờ đê không? Ra ngoài không có ngắm gì hết trơn, toàn hành động không à. Đâu phải 3 tháng đâu ngài. Ngài làm thần y sao vậy? 9 tháng 14 ngày rồi của ngài mà ngài từ chối sao? Cô nương, cô ăn nói cho cẩn thận. Cả một đời tôi làm đại phu, chưa bao giờ tôi biết lợi dụng về nhan sắc của ai. Huống chi em hiểu chứ, nếu như người nào đến với em bởi vì nhan sắc là chắc chắn là không bao giờ yêu em. Người nào đến với em bởi vì hai chữ độc và lạ. Xin lỗi cô nương, vậy thì cô càng lầm hơn rồi. Có lẽ trong đêm tối cô không nhận ra ta là ai, hay là người kia là ai. Không, cô ăn cho đã, bây giờ cô tới cô đỡ dạ cho ta. Ta là người không thích độc lạ. Ngài ơi, ngài nhớ đi, cả cái làng này không ai có nhiều xương như ngài. Em ta nhớ biết. Người nào đến gần em cũng rờ rờ. Và em biết được xương nhiều chính là ngài thôi. À vậy cô nương cũng am hiểu về y học. Cho ta hỏi, trên thân thể con người có bao nhiêu cái xương sườn cô nương? Chi vậy? Ta hỏi cho biết đó mà. Nói giỡn với ngài thôi, chứ thật ra tôi là người công dung ngôn hạnh. Thật ra ngài không có đụng được tới người tôi đâu. Mà tôi có thai vì có nhiều lý do lắm. Lý do đầu tiên, hôm bữa trước, một cái ngày không trăng không sao, ngài đi tắm ở đầu suối, tôi tắm ở cuối suối. Cuối cùng tôi có thai với ngài. Hiểu rồi đó. À, coi chừng cô lộn rồi đó. Ta đây vốn dĩ ít có tắm suối, bởi vì ta không biết bơi. À, còn... ngài hay lắm. Nếu vậy thì chắc chắn là lý do thứ hai. Một ngày kia tôi đang nằm ngủ, tôi nằm mơ tôi thấy mặt của ngài, ngài hiện ra và ngài cười. Kết quả tôi có thai với ngài. Cái đó là do cô. Cô, tôi sao? Vì quá mê ta nên cô nằm mơ đó thôi. Ta không phải thần thánh, không đi vào giấc mộng của ai, nhất là những người mà có tướng phì nhiêu như cô. Nếu vậy thì đây là nguyên nhân thứ cuối cùng thôi. Nguyên nhân cuối cùng là nguyên nhân gì? Ngài đi tới đâu, chân ngài dẫm lên
cát lên đất như thế đó. Tôi đi tới nơi tôi dẫm y chang cái khuôn của ngài, tôi có thai. Cô nên về trách đôi giày của cô thì hơn. Vậy cô mang giày để làm gì? Để đạp lên cát lên đất. Cô đâu có đi chân không mà đổ thừa ta. Cô nương, ta không biết cô tới đây với mục đích gì. Cô cứ bắt bẻ ta này nọ, ta không biết cô có thai hay là không. Nếu như đại phu mà nói là ta không biết có thai hay không, vậy thì dẹp luôn cái bằng đại phu đi. Chắc là bằng mua đúng không? Chuyện đó là chuyện của ta. Ta đã chữa bệnh cho bao nhiêu người lành rồi. Chỉ có những người khó tính như cô. Ta rất là đàng hoàng nè, giờ mà có bụng đàng hoàng mà. Nhìn ra là thấy biết chứng rồi. Chuyện gì đã xảy ra với gia đạo nhà này? Phu nhân! Chuyện gì? Em đâu có thai vậy không? Cái gì? Đâu có thai à? Đúng! Ông dụ em. Ông đâu còn sức nữa đâu mà làm cho ngươi có thai như vậy rồi. Hỏi phu nhân của ta đi, lấy nhau mấy chục năm rồi, có đứa con nào đâu, đừng có đổ thừa ta. Ủa chứ con nhỏ tiểu thư đó là con của ai? À nó vậy con ra. Con nhỏ tiểu thư đó chỉ là nghĩa nữ của ta mà thôi. Ta đưa về đây để dạy thuốc cho nó. Thì ra Lan Y cũng có bệnh hiếm muộn à. Ta không muốn đẻ chứ không phải bệnh hiếm muộn. Bởi vì dòng họ ta có một điều là chỉ truyền nghề thuốc này cho người trong nhà chứ không truyền cho người ngoài. Ta sợ mỗi ngày nó mỗi mai một, bởi vì ta là thần y. Nên ta muốn truyền cho người ngoài. Đó là nghĩa nữ của ta. Sao cô nương còn gì để nói không? Cô nương bước vô đây, tôi cứ tưởng là cô nương vô đây muốn gặp thần y để chữa bệnh. Cuối cùng đâu là để vô đây đấm chọt phá nát cái gia can của gia đình tôi phải không? Cô nương rảnh quá ha. Thật ra tôi đang thử hai người đó chứ. Bởi vì hai người cứ biết rằng hai người đang bị một người con rể hụt đang vô đây để chuẩn bị cướp đoạt cái tài sản. Đó là gì? Đó là cái nghề của ông không? Ta nói quỵt tẹt luôn đó. Mà người đó là ai? Người đó chính là bồ của ta đó. Trời đất ơi, bánh ngon quá đúng không? Ngon quá, hai chúng ta làm bánh ông ăn tài bánh áo rồi. Dạ, con chào cha, chào mẹ. Nghĩa nữ đó. Chào đại phu. Khởi Nhi. Dạ. Khởi Nhi. Nghe ta hỏi. Dạ. Con có thật lòng yêu người đàn ông đó không? Dạ, con rất thật. Con yêu bằng cả trái tim của mình. Con đã tìm hiểu gia cảnh người ta chưa? Dạ chưa. Chưa tìm hiểu gia cảnh. Tại sao con lại dám làm điều đó trước mặt của ta? Như lời của cô nương đây nói, người này chính là bạn trai của cô ấy. Làm sao mà bạn trai của cô gái đó được? Làm sao mà chịu nổi cái cân nặng đó? Cái bụng này, cái thai này là của hắn đó. Cần không? Cần mở ra cho coi không? Cần, mở liền đi. Khoảng chừng vài năm nữa đi, nó đẻ một cái giờ mặt y chang á. Ngoại cỡ. Hiểu không? Không biết dạ. Ta là ai sao? Ta là Quan Quyền. Ta nghe nhiều người ta tới đưa đơn ra nói rằng đại phu ở đây đã chữa bệnh không đúng, kê những toa thuốc tầm bay tầm ba. Phải đúng hay không? Dạ, không bao giờ đúng. Cha của con là một người đại phu rất là giỏi, giỏi cực kỳ giỏi, chữa được bách bệnh. Khởi Nhi, chuyện này không phải của con. Bước vào bên trong. Dạ bẩm đại quan hãy suy xét. Đại phu thì hằng hà. Không cần. Vào bên trong. Ông đây là đại phu à? Đại quan, ta đây đường đường cũng là quan ngự y của triều đình. Ông nói ta như vậy có bằng chứng hay không? Dĩ nhiên là có. Nếu không có ta đến đây làm gì cho nhọc công ta? Bằng chứng đâu? Đây, bằng chứng thứ nhất chính là cô gái đằng kia. Bệnh gì? Cổ bệnh béo phì. Mà ngươi chữa làm sao không thấy giảm béo mà càng ngày càng tăng béo vậy? Trước tiên ta trả lời câu nói của đại quan. Cô này mới đến đây lần đầu tiên, làm sao ta có thể chữa cho cô ấy trong thời gian vừa qua được? Làm sao ngài có thể nhận ra được? Bởi hồi xưa tôi có chỗ này nè, còn bây giờ tôi như vậy nè. Nếu cô nhiều đó thì cô đến chữa bệnh béo phì để làm có, gì? Tôi hơi bị béo một tí. Sai rồi. Kìa, nạn nhân thứ hai. Ngươi là sao đó? Ngươi sao vậy? Ngươi sao vậy?
bị giật kinh không? Không, cứ để im như vậy đi. Tôi nắm một tay, ông nắm một tay. Coi thử ông bệnh gì. Thả ra, thả cái đầu ra. Đó, vậy đi. Mỏi. Mỏi gì? Mỏi cổ. Nằm xuống luôn đi. Đồ ác độc. Cái gì? Đồ ác độc. Tại sao? Bán thuốc giả. Thuốc giả ở đâu? Ở đây. Tại sao ông biết đây là thuốc giả? Uống vô nói không ra hỡi. Ông đọc cho ta những cái vị thuốc ở trong này. Nếu ông nói là thuốc giả, vậy chứ thứ này là thứ gì? Cái này mà phân tích chắc mệt lắm mà nha. Đừng bốc lên bốc xuống làm gì? Đâu có học thuốc đâu mà thuốc. Biết tên gì? Ông không học thuốc thì tại sao ông biết ở đây là thuốc giả? Chị giống hết. Uống không hết bệnh. Ông uống đủ liều lượng chưa? Uống đủ. Ta cắt cho ông bao nhiêu thang, mỗi thang sắc bao nhiêu nước, mỗi thang sắc 5:1. Uống giống hết sức luôn. Chữ đại quan đại phu chữ. Thuốc của tôi từ trước tới giờ chữ chỉ cần uống 3 thang thôi, mỗi thang sắc 3 chén còn 10 phần. Sắc thuốc không đúng cũng là thuốc độc đó. Thưa quan huyện, thật ra nãy giờ chúng ta vạch mặt sai người rồi. Cái người mà đáng tội đó chính là Đệ Bét. Là chính là ta. Ác độc, ác độc. Sao người ta phải như vậy? Chuyện này là muốn sao? Muốn học có 1 năm để trở thành đệ nhất, cho nên hắn đã gài tôi hãm hại đệ nhất đại phu đó thưa ngài. À, thì ra câu chuyện này từ đầu chí cuối là ngươi. Và tôi vì giúp hắn mà phải bán mình cho hắn đó. Cái gì? Trời ơi, bà bán cho người mua nữa hả? Ta không ngờ ngươi ăn tạp như vậy. Không phải đâu cha, không phải đâu người. Người thương của con biết. Đại quan à, hãy nghe tôi nói. Thật ra tôi và Khởi cô nương đã yêu nhau từ lâu. Và tôi biết được mưu đồ xấu xa của cô gái này, nên tôi đã tìm cách trà trộn để vào làm thân với cô gái. Và biết được mọi mưu đồ ngày hôm nay. Ngày hôm nay xin vạch tội cô ấy ấy. Mày đã sai rồi, mày đã sai rồi, mày không biết tao là ai à? Tao chính là con gái của quan huyện đó. Cãi sao đi, cãi sao đi, tìm bằng chứng. Bằng chứng thì ngươi đem tới, ai tin? Trong nhà này ai có bịch y chang vậy là bị thảm tội. Kiếm nào? Kiếm đi heo. Thì kiếm lại lên. Nếu không có bằng chứng, chúng ta không thể buộc tội được. Không đúng rồi, khi mà nói á, đây là cha con, ta mới biết đúng hai người như hai con heo vậy đó. Bộ thuốc này. Có kìa. Gói thuốc này ở đâu? Có phải là gói thuốc của tiệm ông không? Có đề tên đó. Không phải cha ơi. Đại quan, thuốc này không phải thuốc của ta. Đúng rồi, bao nhưng mà hôm bữa là ông này đưa mà. Ông này đưa đây mà. Đây là thuốc của ta. Chữ, chữ. Ngươi hãy nhìn xem thuốc của ta có cái chữ giá rẻ này không? Cái gì? Có chữ giá rẻ này. Không bao giờ có chữ giá rẻ này. Ông này đưa. Nó đưa thì bắt nó đi. Bắt nó đi. Thôi đừng nói gì nữa. Có gì bắt ta đâu hả? Đại quan ơi, là kẻ đại quan mới xin xét cho chính chắn. Bà không còn biết đại quan. Đại quan gì vậy? Chị vậy là quan. Chị vậy là quan. Không có quan. Ta là quan mà. Mày. Đại quan à? Tao đâu có biết. Đại quan nên tìm cách thảm hại đại ngu. Hả? Quan gì? Có mày hả mày? 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 Cho mày hả mày? Mày hay ra ta. Thưa quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa trải qua tình huống về trong một ngôi nhà của đại phu. Và đại phu là một người sống vì tâm đức, cứu người là trên hết. Nhưng mà có những đệ tử là có đệ tử là không sống vì tâm đức. Kính thưa quý vị, đã quan trọng lắm quý vị ơi. Bởi vì sao? Lương y như từ mẫu. Nhưng có nhiều người hành nghề nhưng mà lại gọi là vì những mục đích khác, nên mang tới những điều không tốt cho tất cả mọi người xung quanh. Cái nghề y là một nghề bao la và rất là nhân văn. Đúng. Anh Chí Tài ngày xưa thì khoảng chừng 40 mấy ký thôi, và đi khám bệnh vài lần thì bây giờ nó lên như thế này. 80 ký. 80 ký. Và hiện tại trong đây thì mỡ rất nhiều hơn là máu à. Và bây giờ cũng rất nhiều bệnh trong người à. Cũng không còn sống được bao lâu nữa à, này, bắt đầu giỡn rồi đó. Cái này giỡn. Giỡn cho vui. Bây giờ tới tiết mục tiếp theo, đó chính là Tiếu Lâm Hội. Chúng ta hãy xem ba khách mời vượt qua tình huống này như thế nào. Bởi vì họ là bị động, và những người trong gia đình này nắm thế chủ động. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. La 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 la. Phụng thiên thờ dẫn, hoàng đế chiếu rằng như vậy nè. Công chúa bỗng nhiên trở bệnh, không cười không nóc à, không khóc
không cười. Nay truyền tất cả các thần y tài giỏi tới, ai chữa trị được cho công chúa hết bệnh sẽ được trọng thưởng. La 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 la. Hoàng thượng ơi, mai mốt tuyển người vô đọc loa đó, tuyển cái đứa nó nói cho rõ ràng nha. Nó ngọng lên ngọng xuống, dấp lên dấp xuống, bởi vậy hả cái triều đình này hay một sập xệ đó. Nè coi nè, con của mình nó hoàng thượng, tại sao đẻ ra nó đẹp như vậy, nó xinh như vậy mà tại sao nó không cười không khóc mà nó chỉ nói vài câu thôi. Thiếp thiệt là buồn quá đi hả? Hoàng thượng à, có cần nhờ thần y chữa bệnh cho hoàng hậu luôn không? Chữa luôn bà đi. Chữa luôn hả? La 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 la, cho truyền tất cả thần y tài giỏi chữa bệnh cho công chúa, sẵn khuyến mãi chữa bệnh cho hoàng hậu. Bị cái gì kìa thần y? Ô, thần y kéo tới kìa hoàng thượng à. Cho cái thần y vậy. Cho truyền thần y. Chúng thần làm án hoàng thượng. Miễn lễ. Các khanh hãy bình thân. Tạ hoàng thượng. À, các ngươi cho ta hỏi, tại sao trong ba thần y này đi vô có một thần y không vô bình thường mà chỉ lăn giống như là cái củ khoai vậy? Dạ thưa, thần dùng hết sức lực để trị bệnh cho mọi người, cho nên không còn sức để đi nữa, cho nên phải lăn vô. Chứ không phải là mỡ nhiều quá nên đi không nổi phải lăn không? Hoàng hậu, chuyện đó là chuyện của người ta. Các thần y. Dạ. Này con gái ta mang bệnh trầm kha, bao nhiêu người vẫn không chữa trị được. Này ta triệu các khanh vào cung, nếu các khanh có tài cán, các khanh hãy làm cho công chúa cười nói vui vẻ, các khanh sẽ được trọng thưởng. Dạ muôn tâu trọng thưởng thần không cần đâu ạ. Thần chỉ thấy là với nét đẹp của công chúa đang bị bệnh là không khóc không cười, có nghĩa là vô cảm. Mà vô cảm phát xuất từ đâu? Là do hai vợ chồng không được vô duyên. Không sao hết, thần chỉ là không vô duyên. Không phải, mình chỉ bệnh mà, mình chỉ bệnh mà. Cứ để cho thần y nói đi. Dạ. Nếu người nói được như vậy, người phải làm cho công chúa khóc cười. Công chúa chưa cười, ông cười trước rồi đó. Tôi cười trước thì lấy đà thôi, hiểu không? Cười mời. Dạ, xin mời công chúa bước ra đây ạ. Không bước hả? Có bao giờ vô nhà trẻ mà gặp mẹ mìn chưa? Ông chỉ có quyền làm công chúa cười khóc với điều kiện không được đụng vào công chúa. Nếu ta không đụng, tao thề luôn không đụng nè, tao coi nè. Đụng không? Đụng không? Không được là giường của công chúa. Thần y. Hả? Cái giường này nhìn vậy chứ yếu lắm thần y à. Thần y mà giọng ba lần của nó là cái giường nó sụp luôn đó nghe thần y. Yên tâm, tôi ngồi là thấy thương. Trời, chết đi, chết đi. Hoàng thượng ơi, thần y này khá của thần hoàng thượng. Cứ để cho thần y làm đi. Công chúa à, nếu không làm được. Dạ sao? Ta ngươi... sẽ thưởng bằng cách chém đầu đó. Vua cha ơi, vua cha đừng chém đầu, đem đi thiêng là được rồi. Đem đi thiêng. Bà công chúa này ác hơn. Ác hơn gì ghẻ nữa à. Được, dạ. Theo lời của con gái cưng ta, nếu người nào không chữa bệnh được cho công chúa, từ quan ngự y ta cho làm hoàng thái giám. Cái đó ta chịu đó, ta chịu đó. Trời ơi, tướng ông này mà thái giám chắc vui muốn chết luôn á. Không sao, không ngày sao. Ngày nào ông cũng múa lụa, ta nó sập nhà luôn á. Hoàng hậu không có gì phải lo lắng. Từ vì trước khi làm thần y, ông ta đã là thái giám lâu rồi. Ông sao rành quá vậy? Sao không biết, ngày xưa hai đứa mình tự cung mà. Dạ, ý bạn ấy là tụi con có đi chuyển giới rồi. Dạ. Nhưng mà vì chuyển giới không được cho nên đành phải làm thần y để tự chữa cho mình. Dạ. Mỗi ngày bơm một ống. Vậy mà ống gì vậy? Vòng 1 tới nay chưa dậy mà dậy vòng 2 không à. Tụi con gọi là động vật bây giờ là quý hiếm lắm mà. Bây giờ mình tập trung vô chuyên môn chữa bệnh cho cháu nhỏ đi nha. Dạ. Nè con không cười à? Không. Không khóc à? Không. Con vô cảm đến mức độ đó à? Yes. Con có biết như vậy người ta nói là vô duyên không? Không, vô cảm là vô cảm, vô duyên là thần y. Ồ, hay quá, hay quá. Ôi
Con giỏi lắm. Bây giờ làm sao? Có chịu cười không? Không. Cười không? Không. Chọt lét à. Vui cha. Chứ đúng mà. Chứ đúng mà. Bỏ con chuột vô chỗ gì nó dạ. Dạ. Là ơi vậy. Nửa đêm ông rồi đó mà đi, con nhỏ cũng chưa à. Cười nữa. Thôi chắc thần y này chắc chuẩn bị cho đi làm thái giám là được rồi đó. Thôi khỏi đi. Bỏ đi. Nhỏ là lì quá. Bất tài thường hay thi trước. Đúng à. Cho ngươi hay, trước khi ta làm thần y, ta cũng không phải là thần y, mà ta từng là sát thủ. Hả? Ông đã từng giết ai rồi? Giết rất nhiều người. Nhưng mà ta giết ai thì người đó lại hết bệnh. Hả? Giống như người đầu tiên. Chết rồi còn đâu mà người ta rồi. Sai ta giết ông ta cho 100 lượng vàng. Ừ. Ta trở cái dao ta đâm vô bụng ông ta một cái bóp, cắt luôn cái ruột dư. Vậy là khỏi cần phải đi bác sĩ. À. Qua người thứ hai, người ta nói rằng nếu người ta chữa hết bệnh nấc cốt, ta sẽ được cưới cô ta. Rồi sao? Để cưới không? Cưới giờ này cưới gì nữa. À. Nhưng bây giờ đây là người bệnh thứ ba, ta sẽ dùng mọi cách ta có được để trị cho nàng. Ý vui cha, cái này bị thần kinh chứ không phải thần y. Trước khi làm thần y ta cũng bị thần kinh nữa. Nếu mà nàng ngày nào cũng làm khán giả coi hài, chắc ta giải nghệ sớm quá. Bình thường ta diễn người ta khó cười rồi, mà nếu có nàng nữa thì ngày hôm sau ta sẽ chuyển sang bán giày dép. Ừ. Tại vì ăn gạch không mà, hiểu không? Vậy thì ông làm cách nào cho công chúa khóc được không? Làm không cười hả? Khó quá thì làm quá đơn giản. Làm cười thì khó chứ làm khóc thì khó lắm. Được. Các ngươi không làm được thì đừng nói. Hãy để cho người làm được người ta làm. Làm hiểu đi. Chưa? Làm đi. Làm qua đi. Làm đi má. Làm là không được luôn hả? La quá. Đổ keo trong thầm ba thần y vô mà hai thần y là rụng rồi hoàng thượng à. Bây giờ không biết làm sao đây. Thần y này đi đường xa tới đây dép há mỏ rồi. Này là họ phải tranh đấu với khoảng 8.000 8 vạn cái thần y khác để được đến đây. Thần y này hay đó, mặc đồ như hướng tiên vậy. Hứa tiên á hả? Hứa tiên á. Oh, như vậy là đây là thanh xà. Thanh xà. Còn con bạch xà nó đổi màu da rồi. Hoàng xà, hoàng xà, bên kia là bì xà, bì xà. Bên kia là bì xà, bì xà. Bên đây là 11 tặng 1. Dạ con là hot dog ông nội. Ông là hot dog cái gì? Ông là nguyên cục mỡ chứ hot dog cái gì? Nè. Sao thần y? Dạ. À, nãy giờ trong ba thần y tới đây thì hai thằng y này là ta không có chấm đâu. Dạ. Nhà ngươi ta thấy cũng đẹp trai. Chết cha mới cho đẹp. Lực lượng. Nếu mà ngươi chữa bệnh cho con gái ta khỏi thì không chừng ta gả cưới luôn đó. Thần y này từ lúc bước vô có nhiều động thái rất kỳ lạ. Tại sao một chân của thần y đi cầu que vậy? Dạ. Đây chị bệnh không được người ta đánh. Đúng rồi. À, công chúa ơi. Ơi. Công chúa bị cái gì vậy? Mới đầu vô vui cha giới thiệu rồi mà. Tại nghe không rõ công chúa bị gì vậy? Công chúa bị không khóc, không cười, chỉ nói được thôi. Tại sao vậy? Tại vì thích. Tại sao thích vậy? Đẻ ra nó có sở thích vậy. Hay quá. Ôi kìa, ông nhân đã đến rồi. Ông hùng kê hết. Không nhớ ta sao? Có phải là Hoa Nhi không? Đúng vậy. Ta đây, con nàng có phải là Vĩnh Long? Cô Long. Cô Long. Trời ơi, độc tử tâm tư. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy trời? Tại sao nàng lại bỏ tới đi? Quang tập Nhi trung chuyên môn ta. Đi. Dạ, 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 dạ. Tại sao ông làng nói vậy? Hả? Chàng nói vậy là sai. Chàng bỏ tôi đi mới đúng. Kể từ ngay đó đời ta chẳng thấy nhau. Em sống không vui, anh mừng thấy bà. Chưa cười nữa hả? Trời ơi, không có một cái gì gọi là mắc cười. Hát lại bài ca sĩ Khởi Mi mà dở quá trời dở. Cười đi. Không. Cười đi. Cười đi. Chị bên đây hết rồi. Chị bên đây hết rồi. Không cười. Vậy có gã hoàng hậu cười đi má đó. Không mấy gã hoàng hậu luôn. Kêu má con cười mà. Ờ, đúng rồi. Cười má, cười má, cười. Má cười.
Trời ơi, chúng ta đã cố gắng rồi. Chúng ta đã cố gắng hết sức. Mà con Phú vẫn không cười. Vẫn không cười. Thôi chúng ta về trả đồ đi. Đứng im. Chết mày chưa? Ta hỏi các ông. Dạ. Chuyên môn của ông trong nghề y là gì? Làm cho người ta cười. Chỉ có làm cho người ta cười thôi chứ gì? Dạ. Có nụ cười tỏa sáng. Dạ. Tức là ông mổ hàm ếch đó hả? Dạ. Được. Còn ông? Dạ. Chuyên môn của ông trong ngành y là gì? Dạ, làm cho người ta vừa cười vừa khóc. Tại sao hồi nãy giờ ông làm không được? Dạ, tại vì nhỏ này đã bị đứt dây rồi. Còn ông? Chuyên môn của ông là gì? Làm cho người ta khóc. À, hồi nãy giờ tôi muốn rớt nước mắt vì ông rồi. Còn ông? Dạ. Thần cũng giống như là người áo trắng kia bị đánh đời. Điều kiện thần cũng là làm cho người ta cười. Còn ông? Dạ, kiếp trước làm Chí Tài Brother, kiếp này đầu thai lên làm hề, mà nãy giờ hát không có ai cười hết. Không có gì. Bi đáp, bi kịch. Ngoài cái bệnh đó, các ông còn chữa được bệnh nào nữa không? Dạ có. Tất cả những bệnh gì thế gian không chữa được, ngoại trừ bệnh của con nữ, à không, của nữ công chúa đó, thần đều chữa được. Chẳng hạn như dư mô mỡ, thần có thể hiến mô từ trên xuống dưới, chỗ nào dư ra thần có thể lấy hiến tạng cho những người khác. Hiến mỡ cho người khác hả? Không, hiến tạng luôn. Ngoài mỡ thì còn có những cái nó lòi ra, chẳng hạn như là hai cái đầu gối. Cho nên là bấm bệ hạ, xin bệ hạ đài thần đi xa, thần sẽ chữa bệnh cho những người ở xa hết bệnh. Tới lúc mấy người ở xa hết bệnh, người ta sẽ cử một người về chữa bệnh cho công chúa. Giờ đây là bị chặn. Vua cha, tự nhiên con thấy có một cái có thể làm cho con cười được. Chuyện gì? Đó chính là bắt cô Long với Dương Quá soạt hán là con cười liền á. Cái gì? Nghĩa màu soạt. Muốn câu hoàng thượng, thần làm y bao nhiêu năm nay, danh dự luôn hàng đầu, tại sao bắt thần làm cái chuyện này được? Thà chết không làm. Trời ạ. Rồi xong rồi, hai đứa vậy. Đúng luôn. Đúng rồi. Cái chân đã ngắn rồi, đi đã khó khăn rồi, bây giờ bể luôn cái cặp đầu gối rồi, sao sống đây? Hoàng hậu. Dạ. Hãy giết thần đi. Bà cũng nhờ cái đầu chứ, nếu không cái chân bà cũng ngắn như vậy đó. Thần xin chết, hãy giết thần đi. Cái gì? Khỏi cần xin. Thần xin chết. Ông điên hả? Công chúa nào mà vậy? Giết thần đi. Được rồi. Giết tao đi. Để con ra con giết nha. Công chúa, chết mày chưa? Bị vụ công rồi. Chúa, công chúa đừng có lấy tay đánh, đau tay lắm. Lấy cái đầu quạt này đánh cho đỡ đau tay. Ta thà chết chứ không phục vụ như một công chúa ngỗ nghịch. Giết ta đi, nhìn cái gì, giết đi. Bày cáo ta, giết đi. Vua cha, giết đi. Vua cha cho con xử cái tên này một cái ha. Giết đi. Gần chết mà còn dòm được miếng ha. Giết đi. Chị đứng im đi. Ngồi quỳ sao đứng được? Về nhắm mắt lại đi. Mắt người ta đâu có ngu. Trời ơi, sao cái chết đơn giản vậy? Móc hai cái lỗ mũi là chết tươi liền gì hả? Vậy mà đòi làm lương y à? Chị được cho ai ông nội? Giết đi. Hả? Giết ta đi. Mày không quá đâu. Trời ơi, không giết mày thiệt. Hãy đưa ta về quê hương. Hả? Đưa xác ta về quê hương. Cô Long, cô Long. Giết cô đi. Long ơi, quá nhi chứ không phải con chim điêu đâu. Cô Long leo lên nó chết. Giết đi. Được giết rồi đi. Ta sẽ đem người đi giết. Hãy đưa xác ta về quê hương. Trời ơi, cái gì? Hãy đưa xác ta về quê hương. Một cách chuồng im ha, thưa công chúa. Thần chấp nhận là lương y như gì ghẻ, chứ không thể là lương y như từ mẫu. Bởi vì thần không thể nào sạc hát được. Thần số hoàng. Đừng nói câu đó. Chúng ta vẫn còn người tài kia mà. Đây, quên nữa. Hãy nhìn đi. Đó, kiếp trước là múa lửa nè. Cái chùi đó đó, ra làm đi. Cái gì vậy? Còn hãy thấy cái giò ông, cầu bé, cầu bé này, tôi biết ông làm được. Làm đi, chùi đó đâu. Ở đây em đẹp nhất mà, em hãy cứu tụi anh đi. Xe cá nào, xe cá nào, xe cá nào, xe, 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 xe. Ê, đừng có chùi, đừng có chùi. Giết ta đi. Dạ. Ba đứa làm cười. Thôi được. Ta nói cho các người biết,
Dạ. Công chúa không bệnh hoạn gì cả. Dạ, ủa? Ta chỉ thử các người thôi. Ủa hả? Ta không muốn sống với thằng này đó. Ra đây, em qua đâu? Em qua đi. Em qua đi. Trời ơi, chết rồi. Hoàng tể tướng. Dạ. Ông ra lệnh giết hai thằng xong ngay đó cho ta. Hoàng thượng, để vô đó. Đi nha, đi nha. Đi nha. Đi nha, 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 tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi, đừng giết tôi. Đi nha, đi. Đừng giết tôi đi. Giết nó đi. Điên là bất tài vô dụng. Con mình nó cười quá cười. Ta nói cho các khanh biết, thật sự ra thì con ta không có bệnh hoạn gì hết. Công chúa vẫn cười nói bình thường, vẫn có cảm xúc của một con người. Nhưng ta muốn triệu các khanh về đây để cho các khanh biết rằng chuyên môn của người nào á thì phải làm đúng chuyên môn của người đó. Đừng có bị đặt đa pha hoài. Rồi cuối cùng không có cái gì ra cái gì cả. Thôi được, dù gì đi nữa các khanh cũng vì công chúa mà đến đây. Hoàng tể tướng. Dạ có thần. Truyền ban phần thưởng cho các ngự y. Đa tạ hoàng thượng. Hay lắm. Từ nay các khanh lấy y đức mà trị bệnh cho mọi người. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Đa tạ hoàng thượng. Dạ hoàng sa. Giết nó đi. Cái gì? Giết nó đi. Giết nó đi. Đánh nó đi. Giết nó đi. Quanh hội. Quanh hội động. Đánh nó đi. Và kính thưa quý vị thân mến, như vậy là ngày hôm nay chủ đề y tế cộng đồng đã mang lại những tình huống vô cùng vui vẻ, hồn nhiên và nhí nhảnh. Cảm ơn ba vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay đã bung hết sức để cho có những tràng cười để gửi lại cho quý vị khán giả xem truyền hình. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn nghệ sĩ Minh Béo, nghệ sĩ Hà Linh và Nam Danh Hài, Nam Cường. Và bây giờ những phần quà. Đây, có những phần quà đi. Đây, cảm ơn. Những phần quà dành cho những vị khách mời. Giờ đây, hôm nay đặc biệt, ban tổ chức cũng có một phần quà dành riêng cho em. Đây. Giết ta đi. Nickname của con hả? Là gì? Nga chân dài. Thêm hai chữ phía sau nữa. Dạ. Não ngắn. Kể từ ngày đó Giang không chẳng thấy Phương. Phương sống ra sao? Như thế nào? Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến Giang. Được rồi, hay. Chế lời bài hát của anh. Dòng ngực 80. Dòng eo 60. Dòng mông 30. Ô ô ô chèn. Ô ô ô chèn. Quá vậy? Ô ô chèn. Ô ô ô chèn chèn chèn. Nhanh lên. Cứ vui đi, Nguyễn đang chờ đợi. Chúa.